Ok nhá, xin chào thể các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về server F175 kỷ niệm 3 năm ra mắt game. Trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Hôm nay mình cảm giác là sẽ đủ lên lo, chắc mình sẽ lên lo luôn. Thì ở đây ta có đây cái chỗ mốc phản hồi, như đã chia sẻ các bạn là vừa ăn kit được đến mốc 200, chỉ ăn được cái mốc khoảng 250 vạn thôi, đúng không? Nên thành ra là chắc là cũng ăn tầm đấy. Thực ra là 200 vạn là tròn nhỉ. Chứ 250 thì hơi lẻ. 200 vạn. Thế bây giờ mình ấy, thực ra thì Haki thì đủ rồi, chắc ăn tròn mốc 200 vạn thôi. Thì 200 vạn cho mình một túi trang sức, lại cho mình được thêm 20 túi Haki. Nhưng tí nữa nên ăn luôn không nhỉ? Tại vì còn bao nhiêu ngày nữa. Qua ngày ở đây nó sẽ cho mình đỡ được khoảng tầm, đây có túi Haki cho mình là 5 túi rồi. Mình thì muốn quay luôn video ngày hôm nay nhưng mà để cho tiết kiệm thì cũng lẽ là nên giải ra một tí xíu. Lúc đầu thì ăn 250 vạn nhưng mà tuy nhiên nghĩ lại mốc 2, thì mốc 20 nữa. À không, mình bắt buộc lên 250 vạn nhỉ? Tại vì lên 250 vạn thì mới có cái túi này, mình chưa bảo lên túi này không? À ok, vậy thì mình cứ ăn hôm nay là chỗ này là 2 vạn, nhầm, vậy thì cứ đổi thêm tí vào. Để chờ tí mình đăng nhập về nick nhé. Mình sẽ đổi thêm vàng, mà trước mắt hôm nay cứ lấy cái túi này trước thôi. Thì ở đây hiện tại tài khoản nó có 260 vạn, đúng rồi, đủ mốc 25 vạn. Vậy hôm nay cứ đổi vào đấy khoảng tầm 25 để đổi ra 100 xu trước nhé. Nói chung bắt đầu nghèo rồi nhưng trước khi nghèo cũng sẽ kịp lên con lo. Đổi vào 100 xu trước này. Sau đó tắt đi này, bật lại này, lĩnh quà của ba mốc đầu này. Tiếp tục bây giờ là mình lại quay sang một chút xíu, mình nhận thấy cái quà này giờ chắc chắn mình sẽ đủ Haki, nên ước lượng gần đủ rồi. Mình thiếu khoảng tầm 10k Haki thì bên kia cho 20 túi là gần như là đủ rồi. Nhận thêm cả quà ngày này. Sau đó vào đây chỉnh lý thêm tí xíu. Mở cái đống túi Haki này ra đủ. Haki cao cấp đến thời điểm này đã đủ nhé. Nên này ra mình lên thôi. Tức là mình lên vào ngày mùng 6 tháng 1 thôi. Nó không nhanh không chậm, nó vẫn là mức độ như dự kiến. Đây dùng hết đống này chắc là đủ này. Sau vào nâng tiếp Haki lên. À quên, tính nhầm. Mình ở đây cần 76 à. 76 hay 68? À không, vẫn thiếu nhỉ. Tính nhầm. 20 túi mỗi túi có 50. Chia nhầm. Đấy, vẫn thiếu. Đấy chưa đủ rồi. Đấy bị tính nhầm một tí rồi. Đấy, bây giờ xem khéo lấy tí điểm Wano lên nốt cho nó tròn không nhỉ? Tại vì đằng nào bây giờ mình xác định là thời gian tới cũng chả lên được tướng. Thì ta định muốn đẩy nhanh tốc độ đêm chút xíu, nhưng mà như sợ số túi hơi nhiều. Mình nhầm nhá. Tại vì 20 túi lên 5 ở đây khoảng tầm 1000, mình thiếu 10.000 cơ. Tức là mình cần nhiều túi hơn. À vậy thì khéo vẫn hơi tốn, khéo vẫn chờ thêm đấy. Mình nhầm một chút xíu. Bây giờ con số chính xác thiếu sẽ là bao nhiêu thì quay về chỗ này nhé. Ở đây hiện tại với mức Haki đang có ở đây, mình đang có 68.850. Mình thử chia trung bình xem cần bao nhiêu túi, nếu mà rẻ rẻ lấy luôn. Cái điểm trong shop huyết chiến thì mình đã dùng đổi Haki rồi nhưng vẫn thiếu. Thì bây giờ xem còn bao nhiêu nhé. Mình sẽ lấy là 68850 trừ đi cái số cần có là 76650. Như vậy thiếu khoảng 7800 Haki. 7800 Haki tròn chia cho 50 một túi. Như vậy cần 156 túi. 156 túi thì có vẻ hơi căng nhỉ. Thời gian nếu đào thì rẻ hơn. Nhưng mà 156 túi giờ nếu mà dùng điểm Wano đổi đắt quá. Vậy chắc là chờ thêm khoảng tầm 7k thì mỗi ngày cái trung bình khoảng tầm 2k, thực ra là nhiều hơn 2k. Thì mình tính rẻ là 2k thì 3 ngày, với chỗ lẻ tí gọi cho là 3 ngày. Để kéo mình để ngày mùng 9 mình lên, vì nó quay video ngày mùng 6. Chứ bây giờ nếu đổi luôn cái này thực ra thì 156 túi mình nghĩ là cũng đủ được. 156 túi 70k Haki, 70k Wano đắt quá. Mình nghĩ không đáng lắm. Ok, nên ra trong các nguồn kiếm lại thì chắc là thôi, chờ 3 ngày nữa cho nó rẻ. Tội gì đúng không? Lên sớm làm gì? Nếu mà lên sớm mà rẻ thì lên, nhưng mà lên sớm thì đắt quá. Đấy thôi, đang tiện quay video một tí, thì đầu tiên là mở cái tinh linh tàu đi. Để kiếm thêm mấy chục lần free, quay thử tí xem ra cái gì không nhé. Mình đây mình quay may mắn liên tiếp 41 lần, 42 lần. Thế có vét thêm được cái gì không mà được thêm mỗi xu vàng tí cái này, không ăn thua lắm đúng không? Ok, bây giờ thằng nào cũng chưa lên được lo, bây giờ mình quay rồi chứ. Mình sẽ nối bạn lên lo đoạn sau. Này dùng hết cái hoàng kim bảo thạch đi. Mình xem lên thêm viên tuyệt chiêu chưa nhỉ? Hình như trước còn viên tuyệt chiêu mình chưa nâng không? Quay sang ô đen này. À bên này nâng rồi, nhớ nhầm. Chơi nhiều nick quá nhớ nhầm. À nick này nâng xong rồi. Tiếp tục là con Queen. Queen nâng rồi. Kaku nâng rồi, à vậy thì đủ rồi. Bây giờ mình đang nghĩ việc lên thêm thần thạch công cho tuyệt chiêu. Hoặc là cho Queen ma công. Nếu mà mình muốn dùng lo hồi sinh thì chắc mình phải hy sinh chỉ số của con Oden xuống tí thì chắc phải nâng viên Queen trước. Để mình lấy thêm viên ma công về. Bây giờ mình xem cái này đổi bao nhiêu thần thạch công.
Tại vì là trước tính nạp thẻ thì sẽ nhanh đủ thôi, nhưng mà nếu mà không nạp thẻ thì khéo phải đổi tí cho nhanh tiến độ. Tại vì sợ giải đấu sau lại lên server phải đánh đấm một tí thì sợ không kịp được. Ví dụ ở đây nếu mình đổi viên ma công ở đây mình đổi được bao nhiêu viên? Đổi được 26 mảnh. Trong khi cái vậy thì không đồng nhất rồi. Tại vì cái túi chọn là túi dạng túi, cái này là dạng là viên. Như vậy thì không đổi kiểu đấy được. Hai bình kinh nghiệm thì dùng luôn. Mấy này dùng hết luôn. Cái lực thì bỏ ở trong cho đỡ nhầm. Lấy danh hiệu này có chưa? Có hết rồi thì cất vào trong. Giờ mà căn làm sao hợp lý thôi. Túi này cứ bỏ vào trong nhá, chả cần chọn xanh vội đâu. Tại vì thực ra giờ chọn xanh cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Tại vì cứ làm gì có Haki lên. Với lại biết đâu về sau lại có tí tiền nữa, ta lại quay sang lên Jack thì sao, đúng không? Tại vì hiện tại giờ cái túi chắc chắn chỉ tròn con xanh thôi. Nhưng mà lấy về chả giải quyết được gì nữa, cứ để đấy. Lấy cái này cứ dùng đi đấy. Bây giờ hết nạp rồi, không biết số túi này là số chẵn không. Ví dụ có bộ từ địa ngục cho đến khổng tước nhé. Mình xem qua trang sức một tí xíu. Hy vọng nó chẵn bộ trước khi nghỉ game, chẵn bộ đẹp nhất. Địa ngục đến khổng tước. Rất tiếc là không tròn nhé, không tròn thì khó rồi. Không tròn thì có thể mình chọn bộ này để quáng lấy nhanh nhẹn sớm thì cái xác suất kiếm cái hộp kia nó cũng cao hơn. Chứ còn mấy bộ kia thì hơi khó. Rồi ok, vậy mình lấy bộ địa ngục đi. Địa ngục ở đây mấy bộ này không phải trang sức cao nhất thì mình lấy cái món đầu tiên thôi, đằng nào địa ngục đang trống. Mình sẽ lấy cái địa ngục. Lấy cái đầu tiên. Lấy lần lượt thôi. Chảy cái bộ này không phải bộ cao nhất. Cái này tiếp tục là từ bôi thủy cho đến bảo kiệt, nhưng đang dở cái bôi thủy thì sao ấy. Kiểm tra bôi thủy bảo kiệt nhé. Thực ra mấy cái túi trang sức bây giờ cũng thể kiếm được qua các nguồn, nhưng mà do server mới thì nó không nhiều điểm để đổi. Nên thành ra gần như xác định là nạp chính thôi. Bôi thủy nó có hai món là hứa thì chưa thiên phú, còn những cái kia chắc là nó cũng chẵn rồi hoặc là chưa có. Ok, về quay về bôi thủy lấy tiếp cái tiếp theo, bôi thủy lấy cái tuyệt chiêu nhé. Rất tiếc là tuần này nó bị lẻ, nó chưa chẵn, nó chưa kích hoạt được. Lấy món tuyệt chiêu. Tiếp tục đến túi C, ta có từ hồng hoang đến hoàng long. Hồng hoang thì full rồi. Đang dở phiến ngọc đúng không? Phải chắc nhiều khả năng tiếp vào cái phiến ngọc đi. Chứ cái này bây giờ còn lâu mới đủ. Lấy tiếp cái phiến ngọc, lấy tiếp cái ma công của phiến ngọc đi. Thế ra này lên xu cũng nhiều nhỉ. Mỗi tội là không nạp đều, nên nạp đều chắc lên xu cũng nhanh. Tại vì mình xác định bây giờ chủ đích tình hình như vậy là tạm thời dừng nạp hẳn. Nên thành ra là ngoài cái xu còn trong ví là sẽ không nạp thêm tí gì. Nên thành ra trông người nhiều vậy thôi, thực ra sẽ không kiếm thêm được mấy đâu. Nên là phải chấp nhận như vậy. Cái cờ thì ăn đi. Có bao giờ nạp lại được thì tính sau. Còn bây giờ hiện tại đang tính theo trường hợp mà không nạp. Xem đấu đằng sau có vét thêm được cái gì để chơi không? 36 túi này. Thật ra giai đoạn này có thể đổi trong cái shop Tom Walker, mà đang phải dồn để đổi Haki trước. Nên ra không có điểm. Nên mấy cái kia thì khá là khó nuốt rồi. Thì đang tăng nên mua thêm viên ám không? Thì viên ám là nó sẽ liên quan đến đấy. Mày định mua thêm viên ám nhưng không biết có đắt quá không nhỉ? Một viên ám là giá bao nhiêu? Mua cái viên ám thì mình sẽ mất 140k vàng. Thực ra thì hiện tại vẫn đang dùng vàng lãi của quỹ ấy, thực ra vẫn có thể mua được. Mình nghĩ là mua cũng được, mua dần lên nguyên tố. Tại vì này đào nguyên tố bằng vàng được nó sẽ nhanh. Thì cái này 20 mảnh, cái kia khoảng tầm chục mảnh, 30 mảnh. Thì mỗi tuần mua một lần, mỗi tuần mua một lần thì cố gắng nhây thì may ra đủ. Chứ không bây giờ chờ ram đừng cái hộp thì lâu lắm. Cứ mua nốt nhạc Uta ám đi, cái ám là cái mình cần. Miễn sao mình không đụng vào cái số quỹ còn lại là chỗ 10 quỹ. Đây nó phát ngày đầu tiên phát cái lãi. Thì những ngày sau mình không tiêu vào vàng là vẫn sẽ đủ mua quỹ mà.
thì có thể mua được tí cái này cũng được. Đằng nào đang tường đang tuần thương thành. Tiếp tục xem có gì để nghịch nữa không nhỉ? Không thì lại phải chờ nối video thôi. Nãy mình tính nhầm, mình nhầm 10k, mình tính nhầm thành 10, thành 1.000. Nên thành ra mình nghĩ là ồ 20 túi là đủ. Nhưng ra 20 túi chưa đủ. 20 túi chỉ được 1.000 thôi. Nếu cái này chắc chả đáng bao nhiêu đâu. Cái này hôm nay lên cái bookie. Bookie nó sẽ kích được một cái nhật ký đó. Ví dụ trong chỗ nhật ký hải tặc này. Mình xem qua mình nhớ có một nhật ký cần lên mỗi con bookie là sẽ lên được. Ở trong chỗ tù nhân à? Không phải tù nhân chỗ nào nhỉ? Đây, cái này Mr. 2 nhầm, Mr. 2. Nên con Mr. 2 là coi như đủ. Bây giờ kích hoạt Mr. 2. Mr. 2 đi qua một số con sợ không đủ cái tử hồn nữa. Tử hồn này hơi ít thì sợ không đủ này. Tại Mr. 2 nó đi qua cái đồng đội tình tiết ấy. Đây, ví dụ đây ảnh hồn này. Ở trong này có cái chỗ là đồng hội tiến hóa đồng đội tình tiết thì nó có cái này mình đi qua một loạt với con này đến là con Mr. 2 cơ, nó gần con cuối cùng cơ. Như vậy phải có ở đây ít nhất là 100 này đấy, 200 là 300 này, 1.300 này, 1.300 ở đây khoảng tầm 2.600, 2.600, 3.600, 4.000, 4.500, 4.500 rồi 6.500, 6.700 khoảng tầm 6.700, mà chỗ này lên nổi 6.700 không chắc không đủ không? Được 1.000 mấy không lên được cơ. Thiếu nhiều quá. Để tìm con khác. Thôi đấy để sau đi. Tại vì các bạn 6.700 tử hồn nó không đủ luôn. Thật ra nếu mà đổi trong này thì đủ này nhưng mà hơi phí. Thế nên đổi cái điểm đấy tử hồn nó tử hồn chỗ này bao nhiêu? Chỗ này là khoảng tầm cũng được có khoảng 2.800 thôi. À đâu? Cái này ấy chứ, này thêm 2 số 0 rồi 20 thêm 2 số 0 ở đây nữa là 28.000 nhỉ? Từ đổi thì đủ. Nhưng mà nó lợi quá. Hay quay về Mastery, lăn tăn về Mastery hay lấy thần thạch hay lấy cái gì? Nếu giả sử mình đổi Mastery được bao nhiêu mảnh? 35 mảnh là cũng được đó. Tại vì giờ là nick bây giờ xác định không đạt thì Mastery quan trọng hơn. 35 mảnh với lại chỗ đang có là bao nhiêu mảnh nhỉ? Này mua thêm tí lực này cũng không ảnh hưởng mấy. Nếu mua thêm ít lực đấy là thành bao nhiêu mảnh? 37. Đi bot đều linh tinh sẽ được một số cái mảnh con Lucifer nó sẽ đỡ tí. Thì con Lucifer chắc là dùng một con Lucifer đi. Nhưng mà từ từ rồi nó sẽ đủ. Bây giờ quay con Mastery thì mình đang có bao nhiêu mảnh? Đang có 32, 30, 30, khoảng 60 rồi, rồi làm tròn là sấp xỉ 70. Ở phải khéo đổi trước con đấy đi cũng được. Để sao mình lấy thêm con Mastery. Nhưng mà chưa đến ngày cuối chưa cần đổi vội. Nhưng mà nhiều khả năng sẽ đổi cái đấy. Tại vì cái này là mảnh túi chứ không mình lấy thần thạch công rồi. Nhưng mà mảnh túi phải chờ. Nói chung khá là ổn. Đúng nói chung là tương lai thì thời điểm ngắn hạn thì vẫn ổn lắm, còn dài hạn thì chắc chắn sẽ yếu đi rồi. Mà nếu mà nhưng mà với điều kiện là server này vẫn có các bạn vẫn nạp đều nhé, chứ nếu các bạn nào không đều thì lại vẫn mạnh chán. Đấy là theo độ dốc mà, nếu server nạp nhiều thì mình sẽ bị yếu đi nhanh, chứ còn server không nạp mấy thì còn mạnh lắm. Nhận qua tí quà lúc này. Ở đây mình đủ được áo tràng vệ vương chưa nhỉ? Nạp cho mình cái vest quý tộc cũng tương đối rồi, nhưng một cái áo tràng vệ vương biết có cái nào chưa? Đánh boss thì cũng trăm phết đấy chứ, nhưng mà không biết có được đủ không. Nhìn sơ qua không thấy dấu hiệu ở đâu cả. Bốn mươi ba mảnh áo tràng vệ vương còn xa lắm, trong khi cái vest quý tộc tận 76 mảnh rồi, vãi trưởng. Sao vest quý tộc lại nhiều hơn cả áo tràng vệ vương ấy nhỉ? Không biết nó mới đổi quà chỗ nào hay sao mà nó lên nhanh đấy. Ở đây mình có mỗi thời trang của main, Kaku có một thời trang, Queen một thời trang. À Oden chưa có thời trang à? Cho Oden dùng thời trang Kaku đi. Bây giờ Oden là nam chính mà. Bước cái này sang cho Kaku. À cho Oden. Thì Oden này, Queen là có hai cái vest này. Tới sau kiếm một cái nữa cho con này. Bây giờ hay là đổi cái vest quý tộc trước nhỉ? Nhìn cho này cho đổi vest quý tộc quá. Được 22 mảnh vẫn chưa đủ. Vì cái này đang có là à đâu? Ồ, 20 với 70 đấy là 90 rồi, 6 với 2. Ôi vậy gần đủ rồi. Họ có thể bị đổi cái vest quý tộc trước cho nó đủ luôn nhé. Đấy chưa biết được, cứ để ngày cuối ở chốt. Nhưng mà cảm giác sắp đủ vest quý tộc luôn. Thì lấy vest quý tộc luôn về sau cái gì cho con lo dùng. Tại vì sắp lên được con lo rồi. Lúc đấy Kaku đam phụ thì không cần đeo nữa. Ok, thế chung cảm giác tương lai rất sáng lạn nhé. Thôi bây giờ trước khi nối tiếp video ta vào trong đại chiến thế giới đánh thử tí xong lên thêm cửa nào không. Gặp ngay con Nami thì hơi nhọn rồi.
Dù gì nó là tướng thế hệ mới, đánh nó hơi khoai. Cái Brook nó xoáy ghê lắm nên là cũng mệt. Còn lo cái khả năng bất tử một máu khó chịu phết, đánh hoài không chết, nó giống như là hồi sinh, nó còn trâu hơn cả hồi sinh. Trở lên cái lo S2 là mạnh ngay ấy, mà hiện tại chưa lên được, nó hơi đuối tí. Odin chắc chả nộ ở đâu, để cái nhiều giảm nhụt chí này chịu chết rồi. À vẫn nộ được à? Ô may đấy, đang nói phép không nộ được, vẫn nộ được. Vẫn nộ được là cái điều kỳ diệu không ta? Ồ, mê hoặc Nami là một lợi thế này. Trong tiêu điểm tướng mình cũng nói nhược điểm của Nami nó không miễn dịch mê hoặc đấy. Thì vào đây Odin nó mê hoặc luôn Nami rồi. Vãi thật. Để có ưu thế nhiều lại có ưu thế nhiều. Lúc đầu đang bi quan kia mình lại thấy có chút hy vọng. Chứ phải giờ sao mình mê hoặc tiếp con Nami phát nữa kìa. Không, nó tướng mới đánh cũng đau đấy. Nó với khiên miễn đánh nộ tình chỉ dính một xoáy thôi. Quan trọng không bị khống chế là được. Queen nào, Queen lên nào, Queen lên nào. Odin đánh có cái mê hoặc cũng ngon. Nó khắc chế con Nami khá nhiều. Nhưng bây giờ phải sống sót qua cái Brook đó. Mình còn mạng hồi sinh không nên chắc mình sẽ không chết được. Đôi khi chết luôn tí cho nó hồi sinh luôn tí khác lại hay hơn là sống. Odin chém lên nào. Thế liễu của Nami không? Theo cái quan trọng là mê hoặc Nami không mới đúng. Nãy giờ toàn hiện ra miễn dịch tức là không được rồi. Sống dài phết nhỉ, mỗi tội Queen bị khống chế hơi đen. Thôi mê hoặc Odin rồi, giời ơi gần được rồi, bị mê hoặc Odin. Vậy thì vỡ mặt rồi, hai con chủ lực bị khống chế cả hai rồi. Được cái còn mạng hồi sinh nhưng không biết có sống qua cuộc đánh của Brook không ấy. Thế mày tính điện của con Nami sẽ khóa con Queen. Odin một mình Odin thì khó cân nhỉ. Thì giờ sao đánh thường có liệu không chế là hai con hơi khó đấy. Thôi phải vẫn thua. Nhưng mà nếu có thêm lo là mình đánh cái nick này. Tại vì nick này cũng gần gần win rồi. Thiếu chút thôi. Ok, không sao cả. Bây giờ sẽ nối tiếp video bạn sang ngày khác nhé. Để khi mình lên con lo mình sẽ nối tiếp cho bạn xem. Rồi ok nha, tiếp tục vượt sang ngày mùng 7 tháng 1 thì ngày hôm nay cơ bản thì vẫn chưa đủ con lo đâu. Nhưng mà tuy nhiên có một chuyện trong server là mình hơi buồn, nói thật mình buồn lắm. Thì căn bản mình thấy cảm giác như kiểu là mình có đăng một cái bài viết trên nhóm, mình bảo ấy, nếu nói câu chuyện này ra thì lại sợ người ta nói phân biệt giàu nghèo. Nhưng mà thực sự rất là bực mình khi chơi cùng những cái bạn mà kiểu đầu tư ít ít một chút xíu ấy. Các bạn đòi hỏi nhiều quá. Ví dụ đây mình cho các bạn xem tin nhắn một chút xíu nhé. Một đoạn chat trên công hộ thôi, mình không muốn chat lại, không muốn cãi nhau. Cãi nhau mệt lắm. Đây ví dụ mình kéo lên cho bạn xem nhé. Đây bị trôi mất số tin nhắn rồi. Ví dụ bạn Sakura Mono, bạn bảo sao không nói đỡ tốn vàng này. Xuống phía dưới thì bạn Yukami, bạn nói xin top 3 lấy cái áo choàng thôi. Xong bạn Sakura bảo bạn quỷ lệ nhiều, tức là bảo nick này đúng không? Xong rồi tục là chịu thôi. Cái gì cũng muốn ăn hết. Ỉ vàng nhiều tiêu vàng để bot mà không dám nói là gì. Ỉ vàng nhiều tiêu vàng để bot. Chắc là ý nói là cậy nhiều vàng vẫn cướp bot, đoán thế đúng không? Không biết để lấy cái gì, mỏ cũng dành mà kích đi, ủng hộ hai tay. Đấy, nói chung là đấy, cái câu nói mình đây đại khái một điều sao. Tức là mình thấy một điều là người ta có bức xúc với mình một chút xíu. Vì cái kiểu mình ăn được cái top 1 con boss đi buổi chiều, mình đang quay video chiều đánh con boss rồng. Ở đây mình mới ăn được boss 1, top 1 con boss rồng không nhỉ? À đây, đâu nhỉ? Nhưng nhận thưởng rồi, nó mất cái mail rồi. Mình đang quay tầm chiều, khoảng tầm hơn 4 giờ chiều một tí. Nói thì lúc 3 rưỡi cơ, nhưng mà nói chung là buồn lắm. À đấy, nói chung là còn bạn Yukami sao bạn vẫn cay cú cái chuyện là mình không có cho bạn ăn cái mỏ cao nhất. Kiểu kiểu vậy. Thì nói chung là khổ. Hai ông mất lợi ích một chút xíu đã kêu ầm lên rồi. Xong rồi chê trách người ta.
Nhưng ở đây mình cũng nói một điều này này. Đầu tiên là con bot thì không phải lúc nào mình cũng tranh các bạn. Tại vì một buổi chiều đôi khi đánh rất nhiều con. Có hôm mình đánh, thường buổi chiều mình bật nhiều nick hải tặc lắm. Mình có thể bật, ví dụ chờ tí mình show bạn xem màn hình chút xíu nhé. Như thời điểm mình đang on video, đang quay video này này. Ví dụ mình bật cái màn hình lên cho bạn xem. Ở đây mình tắt bớt một cái ấy đi. Đây tắt bớt đi. Thì bạn có thể thấy ở đây hiện tại buổi chiều nhìn cái số rất là giả lập này. Đây mình đang bật 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 không? Như vậy nguyên buổi chiều mình treo tận 8 cái nick đánh bot. Thế mình treo số lượng nick rất là nhiều. Nên thành ra cái câu chuyện đây ấy, là không phải chiều nào mình cũng đi canh con bot, đúng không? Lâu lâu có hôm nào mình rảnh thì mình để ý đến nick này, thấy cảm giác nó có thể ăn được bot thì mình cho nó ăn thôi. Chứ không phải ngày nào mình đi tranh bot các bạn. Mà đôi khi lấy bot một hôm mà các bạn làm như kiểu mình đi cướp các bạn thường xuyên hàng ngày ấy, đúng không? Lâu lâu mình ăn một hôm thôi. Đấy là cái quyền lợi của mình. Vì ở thời điểm hiện tại nhá, mặc dù mình đã thông báo các bạn trong cái video trước ấy là chủ nick có dừng đầu tư tạm thời do vấn đề sự cố ngoài đời, đúng không? Do bạn ấy bị ảnh hưởng vấn đề kinh tế ngoài đời nhưng bạn tạm thời không thể nạp game được, đúng không? Nhưng mà đây bạn thấy một điều là mình cũng lâu lâu ăn một lần thôi, chứ không phải ngày nào cũng ăn, vì mình quá nhiều nick nên mình không thể nào cũng canh được. Thứ hai là một số kia dò lại mail một chút thì bạn biết nhiều là không phải ngày nào tôi cũng tranh cái top 1. Ví dụ tôi dò lại mail nhá, ví dụ đây đang tầm 10 giờ bao nhiêu mình dò ngược này. Tôi để cho bạn hiểu điều có phải ngày nào cũng tăng ăn đâu. Chẳng qua hôm nay tôi ăn top đúng cái hôm mà bạn kia bạn ăn nên bạn ghét tôi, bạn nói vậy. Chứ không có phải ngày nào tôi ăn đâu. Ở đây xem là tụt xuống dưới xem nào. Đây ví dụ như lúc 21 giờ 15 của ngày 6 tháng 1 năm 2024 nhá. Mình đứng có hạng 6 này, tại vì mình treo bot ấy, một server thường sẽ không quá 10 người đánh bot đâu. Nếu mà trên 10 người đánh bot thì mình đang đam mắc đam thì chắc chắn mình nằm trong top 10, đúng không? Nên là đây tôi chỉ đứng hạng 6 này, tôi mình dò ngược nhá. Có một số cái mail bị mất bởi vì tôi đã gì đấy có quà, mình nhận quà rồi, đúng không? Nhưng mà tuy nhiên ở đây dò thêm một số ngày khác thì nói một điều, có phải ngày nào tôi cũng ăn bot đâu. Trời ơi, nói vậy như kiểu ngày nào tôi cũng cướp của các bạn ấy. Tôi nhường các bạn nhiều chứ bạn nghĩ là tầm mình thì không cướp được bot à? Tầm mình thừa sức cướp được bot, chẳng qua mình có cướp hay không thôi. Cái này 14 giờ mấy, không phải. Đã nhiều mail quá, mà nếu cái mail nào nó dứa cái vật phẩm ấy là nó sẽ bị mất. Này là Wano. Cái này là của Smile. Tức là nếu giả sử mình được cái trong top nó cho mình cái quà đó mình sẽ mất cái mail đi mà. Nên là cũng không ấy được. Nhưng mà mình không đứng top nhiều đâu. Nhiều khi nói vậy như kiểu mình ngày nào cũng cướp của các bạn ấy. Thế bọn Setser gì à? Đây cái này sát thương phải đứng hạng 3 nhá. Hạng 3 là may mắn nhá. Hôm nay mình được hạng 3 nhá. Là này đứng ở lúc 15h45 không? Là tầm đấy là tầm đánh bot đúng không? Thì mình được khoảng tầm hạng 3. Chứ có được hạng 1 đâu. Tại vì đơn giản là mình nhường cho các bạn nên mình không được. Chứ nếu mình không nhường mình ăn được top 1 ngay chứ. Bạn nghĩ là tầm này mình không lên top 1 à? Chẳng qua đôi khi mình treo máy mình nhường các bạn. Và lâu lâu mình rảnh mới ăn một hôm. Nhưng mà đôi khi các bạn cứ làm quá nên mình dò tiếp một số ngày khác này. Nó mà không có cái trò nhận quà rồi mất mail thì còn nhiều nữa. Đấy, 21 giờ mười mấy. Trước đó tí. Thì hôm nay còn không đánh bot thì sao, hoặc là nhận quà rồi nhé. Có những hôm bận chả treo bot đâu, mà đa số này yến tiệc còn chả ăn. Hôm nay có hôm bận còn chả ăn yến tiệc, thì hôm đấy là bỏ bot ấy. Nhưng mà nhiều khi nói tội người ta lắm. Đây lại đứng hạng 3 tiếp đúng không? Vì đa mình to mà, nói chung là thoải mái nữa. Nên đa thôi thì dò vậy nhá. Các bạn thấy một điều là không phải tôi luôn luôn cướp top 1 các bạn, mà lâu lâu hôm nào tôi rảnh đấy. Và biết vì sao, mà các bạn có biết vì sao hôm nay cái hôm xung đột này mình kích vàng lên top 1 không? Tại vì thời điểm đó ấy, top 1 thì đánh nhiều hơn mình 1-2 lượt, bạn dùng vàng đánh hơn mình 1-2 lượt đúng không? Thì hoàn toàn có thể san bằng được. Nhưng mà top 2 người ta bằng số lượt tương ứng của mình, tức là hai thằng đều bỏ qua 30 giây trong quá trình treo bot, tức là đều bỏ ra 10 vàng bỏ qua 30 giây liên tục. Đây là hai thằng đam bằng nhau, top 2 top 3 bằng đam nhau. Lúc đó mình đang dao động top 2 hoặc top 3 vì đam bằng nhau. Nhưng mà vì cái bạn trưởng một trong bạn hội trưởng mắng mình, bạn Yukami Kami này, bạn đứng hạng 4, bạn bằng điểm của mình, cũng tương ứng tức là top 2 3 4 bằng điểm nhau, thì mình lúc đấy mình để ý điều đó thì biết chắc chắn là bạn Yukami kia bạn sẽ nhảy lên. Bạn biết chắc chắn bạn sẽ nhảy lên. Mà như vậy nếu mình không ấn vàng ấy thì chắc chắn là mình sẽ mất top. Đúng không? Nên là nếu mình không ấn vàng mình đứng xuống hạng 4, mà rõ ràng mình đủ sức mạnh để ăn được top 1 luôn chứ đừng nói top 2 top 3. Nếu bạn Yukami kia ấy, bạn đừng có kích vàng lên sát bằng mình vì bạn vào sau. Hôm nay mình không biết là xảy ra sự cố này, mình không quay lại quá trình đánh bot. Nhưng mà nếu bạn Yukami bạn không kích vàng, bạn Yuamikami ấy bạn không kích vàng sát mình ấy, thì chả bao giờ mình kích vàng làm gì đâu, mình treo máy tiếp ăn top 2 top 3 cũng được rồi. Tại mình chỉ cần ăn một trong ba top đầu, mình không cần thiết lên top 1. Nhưng vì bởi vì top 2, top 3 với top 4 đều bằng điểm nhau, và biết chắc chắn là cái bạn hội trưởng kia bạn cũng tham lam, bạn cũng sẽ ăn con bot này, bạn sẽ nhảy lên. Nên đó lý do vì sao mà mình mới phải kích lên. Tại vì mình không kích lên thì chắc chắn bạn sẽ cướp mình. Và thực tế ở đây khi bạn chat ở trên, bạn đã nói rồi đấy, là bạn xin cái top 3 không? Tức là đấy, tức là lúc đấy mình đang đứng dao động từ hạng 2 đến hạng 3.
tức là mà nhiều khả năng lúc cuối khi bạn bằng hạng mà các bạn đang tranh hạng 2 và 3 từ trước ấy, bạn cũng sẽ kích vàng thêm. Tức là hai bạn đều kích vàng lên, nếu mình không kích vàng lên mình sẽ xuống hạng 4. Mình sẽ bị mất quà, trong khi mình rõ mình nhìn thấy như vậy mà chủ nick dạo này người ta lại bắt đầu dừng đầu tư rồi. Vậy bây giờ nếu mà mình nhìn thấy thì thường trường hợp đó thì mình làm gì? Mình phải kích vàng lên top chứ. Mà bây giờ các bạn top 1 chỉ hơn mình 1-2 lượt ấy, thế tội gì mình không kích vàng lên top 1. Mình mất công mình kích vàng lên top 1 vì bao nhiêu ngày tôi nhường anh em rồi. Thế ngày hôm nay tôi lên một tí thì cũng có sao đâu, đúng không? Thứ hai, bạn Sakura Mono ở Momo, bạn bảo mình lên mà không báo. Nhưng mà bây giờ mình hỏi các bạn là mình top 1 tại sao mình phải báo? Bạn là top yếu hơn, bạn muốn lên tranh boss sao bạn không báo mình từ trước? Còn không báo phải mất là đúng rồi. Ví dụ bây giờ bạn Momo, bạn nhắn với mình bảo hôm nay cho tớ xin cái boss nhé. Nếu mình bảo không cho mà bạn ấy vẫn cứ xông lên, bạn phải tự chịu hậu quả vì bạn đã xin mà mình không đồng ý, đúng không? Nhưng nếu bạn xin mà mình bảo ok cho mà mình vẫn cứ lên, bạn biết được quyền chửi mình. Tại vì đã xin rồi, mình bảo đồng ý rồi mà mình không nhường. Còn đây là bạn không nhắn tin gì cho mình thì mình có quyền mình lên chứ. Tại sao mình không lên? Em bảo nhiều khi nói chuyện với bạn này chán kinh khủng luôn đấy. Các bạn chỉ biết lợi ích của các bạn thôi. Nhưng mà mình đang bảo vệ lợi ích cho chủ nick của mình, là cái người đang thuê mình. Mà bây giờ người ta không may gặp khó khăn, đến cả cái tiền công chơi hộ mình còn đang không lấy để bảo vệ cho người ta, thì mình bảo vệ luôn cả quyền lợi người ta trong game. Người ta đứng top 1, tôi biết ông kia sẽ cướp top của tôi nên tôi phải đẩy lên và tôi ăn luôn top 1 một hôm. Còn ngày mai có thể tôi lại không ăn nữa, có cái gì đâu, đúng không? Thì bây giờ bạn chỉ vì hôm nay bạn mất top một hôm mà bạn quy chụp như mình luôn luôn ăn cướp của các bạn. Nhưng trong khi đa số các ngày bình thường ý, mình treo máy mình nhường các bạn mình ăn trong top 10. Hôm nào may mắn được top 2, top 3, còn hôm nào đen đứng trong top 10 thôi, đúng không? Còn bạn Yukami nói thật, Mikami nói thật nhé, hôm nay bạn đã vào muộn. Tức là bạn lên sát bằng mình, tức là bạn phải kích vàng, bạn nhăm mong em bạn đánh mình xuống. Chứ không thì làm gì có chuyện bạn lên bằng mình được. Vì hai thằng đều mắc đam, hai thằng đều có ô đen đúng không? Đều mắc đam. Như vậy nếu mình vào trước bạn một khoảng tầm 5-10 phút thì bạn ấy không bao giờ để sát được mình. Chẳng qua là bạn ấy cũng dùng vàng bạn lên, bạn đã vào sau. Thành ra mình bị mom em bị mất top, mình phải kích lên. Mình nhìn thấy mình phải kích lên. Chứ nếu bạn không sát tôi, bạn không bằng điểm mình lúc gần hết giờ, bạn không bằng điểm với mình ấy, mình cũng chả cần gì phải lấy vàng, mình biết ăn chắc không được top 2, được top 3 rồi. Thì mình không bao giờ kích vàng mất bạn của bạn Sakura. Thế bạn Sakura có trách ấy, thì phải trách bạn Mikami này. Bạn lên sát mình là mình phải đẩy vàng lên, chứ không phải tiên mình lên. Còn mình không chat các bạn, mình không có tranh cãi. Tại cái thằng mất top với cái thằng mất mỏ, hai thằng đấy luôn luôn nó ghét mình rồi. Thì ngồi cãi mấy ông đấy làm gì, đúng không? Xong là bảo kích ra khỏi hội, kể cả mình có bị mất ra khỏi hội nhá, mình cũng chả vì gì phải xấu hổ vì điều đó. Tại vì ra mình bảo vệ quyền lợi của nick của mình. Bạn Sakura lên top không có xin phép mình, thì như vậy cái việc có xảy ra sự cố gì bạn phải tự chịu trách nhiệm, đúng không? Còn bạn Mikami là cái động lực để khiến mình phải lên top, chứ không mình cũng chả lên làm gì. Rồi mình cho bạn xem là rất nhiều ngày không đứng top, mình có thể ăn được top 2, top 3 nhưng mình không tranh top 1, mình tranh làm gì? Khi mình để treo mất có 10 vàng, mình ăn được top thì cái vàng sẽ lời hơn, nên chả có gì mấy vậy. Với thứ hai là cái quả không biết là nick này lên top để làm cái gì, đúng không? Bạn nghĩ là mình đã có tất cả mọi thứ đúng không? Nhưng bạn nhớ một điều là mình hôm nay đầu tiên mình lên lấy tí vàng. Cái thứ hai mình lấy cái xác suất được cái áo choàng vệ vương. Tại bạn nhìn xem đội hình của mình này. Con main thì áo choàng riêng, ở cái thời trang riêng không nói làm gì nhé. Tiếp tục là con Kaku chưa có thời trang đúng không? Con tiếp tục sang tiếp con bên này, con Queen thì có thời trang rồi. Con Oden có thời trang rồi, nhưng lo cũng chưa có đúng không? Như vậy còn thiếu hai cái thời trang nữa. Mà bây giờ bạn nhìn xem, mình đánh boss mới được có 45 mảnh này, đúng không? Mình cũng đã được đâu. Như vậy bạn thấy một điều là ít nhất đấy, bạn phải trách khi mình đủ 5 thời trang mình tạm chấp nhận được. Còn ngày hôm nay mình đang thiếu 2 thời trang, mình phải lấy nốt thời trang cho nick chứ, mình phải lên top tranh nốt thời trang cho nick chứ. Một số bạn không ở trong nick người ta mà lại nghĩ người ta có hết tất cả mọi thứ rồi. Tôi đã đủ thời trang đâu, tôi đã đi ăn một phần là kiếm thêm chút vàng cho chủ nick trong giai đoạn người ta khó khăn. Cái thứ hai là để hoàn thiện nốt thời trang, để người ta ít nhất ấy là mình phải lấy nốt một cái áo choàng vệ vương. Còn cái này có thể mình đổi qua thương thành lấy thêm cái áo này nữa để mình có thêm hai cái thời trang, để cho team đủ 5 thời trang thì bắt đầu mình nghĩ việc là đánh boss nhẹ lại. Còn bây giờ hôm nào mình rảnh mình lên tranh boss một hôm chết gì ai đâu. Bao nhiêu hôm thì không khai không tranh thì không nói. Mỗi hôm người ta cướp được cái boss một phát thì lên nói người ta không ra cái gì. Thì bạn nhìn xem bạn có tham lam không? Hay bạn là gì? Đúng không? Mà tại sao phải bắt ông top 1 đi xin trong khi cái thằng cửa dưới đi xin thằng cửa trên nhé? Thì ai đời thằng cửa trên đi xin phép cửa dưới làm gì khi bản thân nó đã mạnh hơn rồi. Còn mình đặt vấn đề ngược lại là nếu bạn thực sự hơn tôi ý, tôi có cướp được bạn một niềm tin, đúng không? Nếu bạn mạnh hơn mình sao mình cướp được? Còn đây mình đang bảo vệ. Với lại các bạn luôn nghĩ là nick này nhiều vàng vì các bạn không ở trong nick này. Bạn nghĩ lúc nào nick này cũng nạp nhiều như lúc đầu, đúng không? Nhưng mà nếu bạn nào xem video của mình thì biết là ở thời điểm này nick người ta hết chơi hết nạp rồi, không biết bao giờ mới nạp lại được. Thì đây những cái gì đó là mình đang cố gắng để giữ cho người ta giữ cái vị trí cao nhất có thể trong thời gian dài nhất có thể, đúng không? Cái này với lại nhiều bạn bảo cái này nó chả đáng bao nhiêu, chả đáng bao nhiêu sao bạn không nhường đi? Với mình bảo là nó đáng thì mình sẽ lấy. Còn bạn bảo không đáng bao nhiêu bạn nhường mình đi, đúng không? Chứ nhiều khi bạn chơi vậy đâm ra có phải anh em xung đột mâu thuẫn không? Còn bạn Mikami cũng vậy thôi, mình cũng đã nói trong cái đợt trước đấy, là vấn đề về cái mỏ đấy. Mình nói thật bây giờ lâu lâu lại ra tinh linh mỏ một lần. Nếu như giả sử bạn biết điều bạn cứ ăn cái mỏ đấy, không bao giờ mình đánh trúng bạn.
đúng không? Nhưng mà bây giờ ví dụ như đến tinh linh mỏ, mình bỏ cái mỏ này ra chẳng hạn, nếu bạn nhảy vào ăn cái mỏ đấy bạn kéo nhiều giờ ấy, có phải tiền mà bạn cướp bố mất cái mỏ của mình không thì mình chẳng phải đánh lại. Nhưng mà cái này bạn có thể xử lý cách khéo léo hơn một chút như thế này. Bạn nhắn tin, vì bạn là hội trưởng mà, bạn nhắn tin cho mình tí bảo bây giờ tình hình là bạn là hội trưởng, bây giờ nick mình cũng khỏe rồi, bây giờ có thể nhường nhau mỗi thằng ăn một mỏ được không. Bạn chủ động bạn xin trước khi bạn kéo giờ ấy, thì đôi khi là người ta tốt, người ta sẽ nể hội trưởng, người ta sẽ ok, đúng không? Tại vì thực ra cũng chả đáng bao nhiêu, đúng không? Đúng như bạn nói, thực sự cũng không đáng bao nhiêu đâu. Nhưng mà đôi khi bạn có nhắn đâu, bạn thấy mỏ trống bạn ăn vậy, thì như nếu như kiểu đấy, nếu mình không cướp lại ấy, thì muôn kiếp mình không bao giờ lấy được mỏ. Tại vì đơn giản điều cái ăn tinh linh mỏ, bỏ mỏ ra chống mỏ, chống mỏ sẽ bị cướp mỏ, đúng không? Nó đơn giản vậy thôi mà. Thì thứ là bạn nên nhắn tin xin trước khi bạn kéo giờ ấy, thì đôi khi người ta chả đánh bạn đâu. Chứ bây giờ người ta tốt một cho người ta ăn mỏ cao nhất đi, bạn cũng tham cơ, đúng không? Bạn tham cơ, nếu bạn yên phận ăn hai cái mỏ gì thì có vấn đề xảy ra không? Không, thì chắc chắn với bạn luôn là nếu bạn yên phận ăn hai cái mỏ nhì thì thằng này thì nick chính này ăn hai mỏ chính rồi. Thế thì có ai người ta cướp cái mỏ dưới của bạn gì? Ví dụ bạn ăn hai cái mỏ này rồi ấy, mà người ta vẫn bỏ cái mỏ đi đánh bạn cơ thì đáng chửi người ta. Còn đây bây giờ bạn yên phận ăn hai cái mỏ này như hiện tại này thì có ai cướp bạn làm gì đâu, mình cứ mỏ cao nhất mình ăn đúng không? Đôi khi bạn chả có lời người ta, bạn cứ chửi anh em cùng hội ai lại cướp nhau. Nhưng mà khổ vậy thì bạn biết tôi ăn mỏ đầu, bạn đừng có cướp. Bạn để vậy bạn toàn nhân lúc tôi sơ hở bạn vào tranh mất cái mỏ cao nhất, xong bạn bỏ cái này thì bỏ kia, nó khó ra đúng không? Nhiều khi nó vậy rất khó, anh em khó đoàn kết. Xong như vậy đi đòi đuổi người ta đi, kể cả mình bị đuổi thật mình chả sao đâu, nhưng mà đôi khi mình đuổi thật kéo mình ghét để đánh cái bạn này, tại bạn đang cùng cảm với mình. Thế chẳng nào mình mất thứ linh tinh mình đấy, ý dường như vô cớ đi đánh người ta. Người ta bảo vệ quyền lợi người ta chứ người ta làm cái gì xấu đâu, đúng không? Cái mỏ vậy, cái mỏ ông mất bởi vì ông cũng tham, ông tham lên cái mỏ cao nhất nên ông bị đánh, đúng không? Mình đánh mỗi lần như đâu, sau đó bạn cứ yên phận xuống mỏ dưới có ai đánh ai làm gì, đúng không? Còn bạn Sakura vậy, lần đầu tiên mình lên con bot trúng hôm bạn Sakura thì phải, vì trước đấy mình có lên tranh bot mấy đâu nên mình không để ý, đúng không? Thì hôm nay không ai tôi trúng bạn một hôm thì đúng ra bạn nên bảo quỷ lệ ơi, ngày mai có gì cho tớ xin bot nhé là xong, thì ngày mai mình nhường là xong, đúng không? Lại đi bảo ui giời ơi thằng này nó cậy nhiều vàng thế này thế kia, thế mấy vậy thì làm sao mà hòa bình được. Nên bảo đôi khi trong cuộc sống thì chúng ta có những cái đừng làm khó nhau. Bạn không ở trong nick của mình đang cầm thì bạn không biết hoàn cảnh nick như thế nào, đúng không? Bạn cứ nghĩ lúc nào người ta cũng nhiều vàng quá đi tranh của bạn, nhưng thực ra nick này đang ở trong giai đoạn rất là khốn khó, khi chủ nick gặp khó khăn ngoài đời, có thể người ta còn nghỉ game luôn lúc nào không hay ý. Mình đang níu kéo cho người ta ngày nào hay ngày đó, mình níu kéo này mình nói thật, khi người ta thất bại mình níu kéo mà đâu có tiền đâu, đúng không? Nhưng mình vẫn đang cố gắng níu cho người ta để sao giữ được một cái người chơi ở lại với game, và mình cũng đang tối ưu tất cả những cái quà trong game cho người ta được nhiều quà nhất có thể. Nhiều khi mấy bạn này xử lý kiểu này nhé, có thể mình cũng không bị đuổi khỏi hội đâu, có thể bị đuổi có thể không nhé, nhưng mà đôi khi mình nghe mình ghét ngày nào mình tranh top bot ấy, có phải tiêm bạn khổ không? Tức là nhiều khi bạn không nói gì cả, lâu lâu mình lên ăn bot một hôm thì đằng nào mình cũng chưa đủ áo tràng vệ vương mà, đúng không? Mình lên lâu lâu mình lên ăn bot một hôm, xong cái ngày còn lại các bạn lên ăn là xong, chứ có gì đâu. Cái vàng bot đáng bao nhiêu đâu, trời ơi, cái 10 vàng bỏ qua hồi sinh một hai lần nó đáng bao nhiêu, đúng không? Chứ vì cái vấn đề nho nhỏ này đôi khi có thể bạn làm mất đi một người đồng đội. Tại nói thật chứ trong server kể cả mình không nạp nữa, nick này không nạp nữa, đúng không? Nó vẫn là nick rất là mạnh cho các cái giải đấu để giúp cái hội ấy đi lên. Tự nhiên bạn đi vùi dập người ta chỉ vì đơn giản lấy một cái bot bạn một hôm thôi, nói thật một hôm thôi, có bình thường có tranh đâu. Lâu lâu lên một hôm, trời ơi, lâu lâu lên một hôm mà ông cũng đi tính toán với người ta, trời ơi, ông tham lam nó vừa chứ ông cũng hẹp hòi, cũng tham lam ấy, đúng không? Nhiều khi vậy có phải tự nhiên mình cảm giác mình cũng buồn thôi. Sau khi nhiều khi bạn để ý, đôi khi mình quay video mình đi kéo vực sâu chứ các bạn, hay mình cho thuê tướng đánh vừa đải đỉnh phong các thứ, đúng không? Thế những cái lấy lợi ích tích cực sao không khen? Tại chỉ đi lúc này đi bảo ui thằng này nó tham lắm, nó ăn hết cả mỏ, nó ăn hết cả bot, trong khi lâu lâu nó mới ăn mỏ ăn bot một lần, lâu lâu lên top 1 bot một lần, còn đa số là treo, hôm nào hên được hạng 2 hạng 3, hôm nào đen đứng được hạng 6 đến 10, 4 đến 10, đúng không? Còn lại cái mỏ ông đừng ăn mỏ cao nhất, có bao giờ người ta đánh đâu, toàn thằng đi tham xong đi nói người ta. Ông nhiều khi lên video nếu bẩn mình không bị đuổi đâu, mình lên video xong khéo người ta ghét lại đuổi mình đấy. Nhưng mà đấy thật là đấy, nói cho anh em hiểu nhau thôi, đúng không? Đừng có làm khó người ta như vậy. Mình chỉ bảo vệ lợi ích của chủ đích của mình, và hoàn cảnh chủ đích nó không như các bạn đang nghĩ đâu, người ta đang gặp khủng hoảng, đúng không? Còn bạn vậy thôi, bạn biết thân biết phận một tí, bạn biết ý một tí. Còn bạn Yukami muốn ăn mỏ cao nhất, Yumikami muốn ăn mỏ cao nhất, đúng không? Bao giờ bạn mạnh hơn mình bạn ăn đi, tôi đảm bảo bạn luôn, tôi không nạp nữa, tôi đánh thua bạn tôi không bao giờ lên tranh cái mỏ với bạn được. Còn nếu bạn biết ý một chút xíu, ví dụ như bạn lợi ích cho cả đôi bên, đúng không? Ví dụ bạn đủ mạnh rồi mà hai thằng đang ngang nhau thì bạn bảo thôi bây giờ chúng ta ngang nhau rồi, mỗi thằng một mỏ đẹp, đúng không? Chả ai mất gì. Như vậy mới hòa bình. Tức là mình nên dùng cái lời nói trước khi mình ra hành động, đúng không? Vì khi mình ở cửa dưới, ví dụ hiện tại nó thật có thể tương lai bạn Yumikami mạnh hơn mình vì bạn cũng lên ô đen, tức bạn cũng có nạp, đúng không? Có thể tương lai bạn nạp đều sẽ mạnh hơn đích này. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại mình vẫn đang mạnh hơn. Tức là mình đang ở cửa trên thì bạn phải chủ động mở lời trước thì hai thằng thương lượng với nhau sẽ hay hơn. Tại mình cũng phải lo tương lai, biết đâu mình yếu hơn bạn rồi sao, đúng không? Chứ bây giờ bạn cứ đi làm căng với mình sớm thì nhiều khi mình làm khó khăn bạn hơn đấy chứ, đúng không? Bạn nên chủ động trước. Nói chung cái gì cũng vậy thôi, lời nói đi trước, thằng nào yếu hơn thì mở lời trước,
có thể cho thằng mạnh hơn nó được tôn trọng một tí, nó cảm giác nó được tôn trọng một tí. Chứ nhiều khi rõ ràng mình top 1 server mà mình ăn con bot top 1 phải đi nhắn tin từng người một trong hội, xin hôm nay cho tôi ăn bot à? Tại sao tôi phải làm thế? Tôi top 1 trên server, ai ăn người ta phải muốn ăn thì phải nhắn cho tôi chứ, phải nhắn cho cái thằng top 1 chứ, đúng không? Cũng như các cái công trạng lúc mình kéo này kéo kia, tại sao không cảm ơn được một câu, bây giờ chỉ mất mỗi con bot một hôm thì chê, chê đủ thứ thôi, đúng không? Có phải tiền nó cuộc sống nó khổ không? Mà mình mạnh lên thì anh em cũng được nhờ, có cái gì đâu, đúng không? Mình không có mình xem mình đánh bằng niềm tin này. Có những chế độ không có những ông top đầu ấy không đánh được đâu. Khi ra công hội chiến này, ra tổ đội chiến linh tinh này thì cái thằng mạnh nó có vai trò rất là lớn. Còn cái vương giả chiến thế thì giải đấu cá nhân thì không nói làm gì. Nhưng cái giải đấu tập thể ấy, thì có thêm một top nào hay top đó chứ không? Thì mình phải sao giải quyết sao nó hợp lý cho tất cả đôi bên. Nhiều khi đang nói có xe cộ đi qua nó hơi ồn một tí. Đấy nhiều khi nó buồn lắm. Còn tạm thời mình chưa thấy bị đuổi nhưng mà người ta bảo đi vô xem có đuổi mình không. Thì nếu đuổi mình cũng vui vẻ thôi, chấp nhận thôi. Còn không đuổi thì cũng chả có gì phải xấu hổ cả. Tại vì đây mình đang nói một điều là tôi làm rõ vậy. Và tôi nói như vậy để anh em hiểu nhau hơn, đúng không? Mình có những cái xử lý mình cứ nghĩ mình là hay, mình là đúng. Nhưng mà đôi khi nếu bạn là mình thì sao? Tại vì đây câu chuyện này mình chơi cái trò chơi này 13 năm rồi. Mình chứng kiến rất nhiều xung đột rồi. Trong đó có những xung đột vì cái lợi ích. Ngày xưa mình cũng giống như bạn Mikami ấy, là mình không bao giờ mình đánh người cùng hội. Cho đến một ngày mình nhận ra một điều là không, nó động đến lợi ích của top, chả top nào nó nhường cho bạn đâu. Nói thật vậy, ngày xưa mình hay bỏ câu chuyện ngày xưa bên 568 đấy, mình cũng ăn được cái mỏ cao nhất nên mình bỏ cùng hội không được đánh nhau. Nên cuối cùng sau người ta mất mỏ lâu quá vì sao? Vì khi mình đã giữ được mỏ mình on đều ấy, không bao giờ có cửa thằng kia tranh được cái mỏ đấy của mình. Khi mình on nick này mất đôi khi do không phải mình on 100%, mà đôi khi chủ nick vào on cùng nữa, đôi khi bạn ấy quên không ăn, thế là bị hở cái mỏ, khác tranh mà được. Chứ mà mình mà cầm không bao giờ mất nhé. Mà khi mình đã cầm như thế rồi thằng kia không ăn được người ta tức. Nó bảo nó mất mỏ nhiều quá nó tức. Thế nào nó cùng nó vẫn đánh mình, nó bảo cho mình đấy. Ngày mai mà bạn không nhường lại tôi sẽ đánh bạn. Thế nó không nể mặt hội trưởng hay cái gì đâu. Nó tẩn hết. Thế đó câu chuyện vì sao mình bảo bạn Mikami như vậy là tụi mình cũng phải có những cái xử lý hợp lý. Tại vì tôi chơi kiểu game này rồi không phải một mình server này đâu. Có những server nó đều như thế thôi. Cũng như nhiều khi còn vì sao có những server khác người ta lại không như thế. Ví dụ trường hợp Nick Gru người ta nạp tiền tỷ, nó nạp nhiều quá rồi, người ta mạnh quá rồi, người ta chấp nhận ăn những cái mỏ bé hơn để nhường cái mỏ này cho các anh em khác. Thì đấy, chủ nick người ta sẵn sàng nhường. Còn nick này đang sơ khai, giai đoạn này đang lúc cần thiết, đặc biệt khi người ta hết tiền, lại càng cần thiết phải ăn những cái mỏ cao để người ta giữ bảo vệ cái tài sản, cái tài nguyên người ta nhiều nhất có thể, đúng không? Có hoàn cảnh các nick khác nhau. Hay nói đâu xa, mình thấy ví dụ anh nick cái đẹp, tạm thời là người mạnh nhất trong game hiện tại không? Mình thấy anh vẫn đi ăn mỏ tinh linh bình thường. Tức là cái đấy nó cần cho người ta, vì có một số vật phẩm ấy, nó cần cho người ta quá trình người ta chơi game, người ta vẫn ăn mỏ đấy bình thường. Người ta chỉ tránh ăn những cái kia, tránh đánh những cái mỏ nhiều giờ thôi. Còn đa số người ta vẫn ăn bình thường. Tức là không phải người ta cứ giàu người ta phải nhường bạn hết mọi thứ, mà chẳng qua lấy người giàu đấy, người ta thấy cái đấy cần hay không. Người ta thấy cần, người ta ăn thì bạn phải nhường cho người ta vì người ta mạnh hơn bạn, đúng không? Gọi là nhường cho kiểu là nói cho kiểu gọi cho là đôi bên kiểu nói nhẹ nhàng ấy. Chứ đúng ra người ta đánh là quyền người ta, bố ai việc gì người ta phải nhường bạn. Bạn phải nhường người ta chứ. Gọi nhường là giao lịch sự đấy. Thế đúng ra là bạn không được phải chịu chứ. Còn bao giờ người ta bảo vui vẻ, người ta bảo thôi để cho các bạn ăn đấy, thì bạn xông vào ăn. Chứ bây giờ nhiều khi bạn không đủ sức để ăn, bạn cứ xông vào bạn ăn, xong người ta đánh thì lại kêu. Mà có thể đánh người ta có thể đánh triệt hạ đâu. Mình không bao giờ đánh triệt hạ đấy nhá, mà chỉ đơn giản mình cướp lại cái mỏ đầu tiên của mình thôi. Mà cái thứ đúng ra là của mình thôi. Chứ còn theo cái luật đấy chắc chắn luôn đến tinh linh mỏ mình sẽ bị mất cái mỏ cao nhất. Tại vì mình bỏ mỏ đi ăn tinh linh thì lúc quay về kiểu gì chả mất rồi, đúng không? Nên nó rất là khó xử trong đấy luôn. Còn bot cũng vậy thôi. Bạn đừng có làm căng với mình ấy. Thì đôi khi có phải là lâu lâu mình ăn bot một hôm top 1, đúng không? Còn lại bình thường mình ăn top 2, top 3 hoặc ăn top 10 kệ mình. Mình treo máy để chính thôi. Lâu lâu mình ăn một hôm top 1. Chứ bây giờ bạn nói căng vậy ngày nào mình ăn top 1 đấy bạn khổ hơn. Tại vì mình thừa sức cướp được top 1 mà. Vàng mình không có nhiều chứ vàng tranh top 1 mình tranh được. Mình đam mình to mà, đúng không? Nhưng mà đôi khi bạn làm vậy những ngày nào mình giận dỗi, ví dụ mình thấy mình bị đuổi khỏi hội, mình cay cú quá, mình suốt ngày ngày nào đi mình đi tranh top 1, có phải tiên bắt bạn khổ không? Tất nhiên làm vậy phải anh em xung đột không? Trong khi cái vấn đề rất đơn giản thôi. Một bạn chỉ cần bảo là thôi lần sau ngày mai tớ xin bot nhé, hay ngày kia xin bot nhé, bạn nhường tớ nhé. Đó là mình ok bắt là xong. Vì đằng nào mình đa số mình treo máy là chính không? Còn bạn Mikami thì tôi bảo thôi rồi bạn ăn hai mỏ đầu đi, tớ ăn hai mỏ dưới rồi. Đây anh em vui vẻ với nhau. Còn nếu mạnh ngang nhau ở mỗi thằng một mỏ, còn nếu mạnh hơn nhiều quá thôi bảo thôi tớ xin nốt hai cái mỏ kia, thì lúc đấy mình yếu hơn mình phải nhường chứ chẳng lẽ mình lại giữ. Mình giữ chả giữ nổi đâu. Đúng không? Mình nói thật với bạn như vậy. Đấy thì vậy có phải là anh em xử lý vui vẻ không? Chứ đừng có cái kiểu anh em cùng hội không được thế này không được thế kia. Mà nói đâu xa đâu, nói thật cho bạn Yuo Mikami mình thấy rất nhiều hôm bạn lên top 1 bot đấy. Thế giờ bạn lên thì sao mình không có quyền lên? Trời ơi, các bạn nhiều khi quá đáng vừa đấy chứ đúng không? Còn hôm nay mình nhấn mạnh hôm nay nhá, là tại bạn Mikami này bạn ấy đứng hạng 4 bằng điểm với mình đứng hạng 3, hạng 2.
nên thành ra là mình bắt buộc phải lên, nếu không mình sẽ bị xuống hạng 4. Mình chắc chắn luôn là đấy mình không ấn vàng lên mình sẽ mất hạng, mà mất công ấn mình ấn luôn lên top 1. Vậy thôi, tại vì chênh nhau không quá nhiều. Nếu bạn top 1 ấn nhiều lần hơn nữa, khoảng cách thật xa ấy, thì mình không cố lên top 1 đâu. Chứ lúc mình ấn ấy, thì đấy hai thằng cách nhau một chút xíu là mình ấn cố nốt cho lên top 1 mình mất vàng mà. Thì cho luôn lên top 1 thế tội gì phải nhường các bạn. Đúng không? Còn nếu bạn Mikami ấy, bạn không lên sát mình ấy mà hạng 3 cách rất xa hạng 4 ấy, chả bao giờ mình ấn vàng các bạn gì đâu. Mình treo auto được cái hạng 3 ngon rồi. Để vì cái đôi khi cái áo outfit quý tộc ấy, cái áo tràng vệ vương nó random mà, có phải lúc nào đứng có phải đứng hạng 1 là được đâu, đúng không? Có phải hôm nào đứng hạng 1 cũng được đâu. Nó hên xui thôi. Mình không nhớ là 100% hay hên xui, nhưng mà chẳng qua đứng hạng đầu thì tỷ lệ nó cao hơn thôi. Nhưng mà như những random mình lâu cũng không nhớ. Tại nên nói chung là đây cũng cho các bạn xem luôn trong thực tế nhé, là mình chưa có áo tràng vệ vương đâu. Cái này đấy đánh boss nó cho, đúng không? Mình cũng dừng nạp rồi mình cũng cần vàng. Nên đó lý do vì sao mình lấy. Còn vậy bây giờ hiện tại mình cần berry cái thứ linh tinh để mình nâng cấp bảo thạch cái linh tinh. Nên này ra những cái này mình phải lấy. Nên phải lấy đặc biệt cho lúc chủ nick không có đầu tư nhiều nữa. Và mình cũng sẽ cho bạn thấy một điều đấy, lâu lâu tôi lên top 1 một lần thôi, đúng không? Còn hệ các bạn nói như kia là các bạn nói oan cho mình. Các bạn lúc nào nghĩ cái gì tôi cũng có tất cả, tôi có hết rồi. Nhưng thực ra người ta chưa có. Tại vì random linh tinh có phải ngày nào, đặc biệt là khi mình không đua top thường xuyên. Có những hôm mình đứng hạng 6, hạng 7 thì làm gì có chuyện có cái áo tràng vệ vương được, đúng không? Còn nếu mình cướp tốt các bạn 100% ngày nào cũng cướp thì chắc giờ này mình có cái áo tràng vệ vương rồi đấy. Nhưng mà vì mình có cướp hàng ngày đâu. Chứ nhiều khi các bạn nói vậy xong lúc nào cũng nói người ta bị đánh mỗi hôm, mình mất top một hôm mà kêu ầm lên. Trong khi mình nhường các bạn top bao nhiêu ngày chả nói gì thôi. Còn mình cũng không muốn chat thêm lúc đấy nữa, mình thấy cảm giác là có vẻ hai ông này đều hai ông bị mình lấy mất một cái phần quà gì đó nên người ta có vẻ người ta ghét mình. Nên nói nó ngồi cãi nhau mất thời gian lắm, chả là tích sự gì. Còn mình nó thật thế đuổi mình thì thôi, không đuổi cũng không sao. Nhưng mình dù đuổi hay không đuổi, mình vẫn đăng cái đoạn này lên để anh em hiểu nhau hơn nhé. Còn mình cũng vậy thôi, mình nói vậy thôi chứ bạn Mikami ví dụ bạn không may vì lý do đó bạn xem được video này, bạn thấy bạn mà hiểu à chúng ta hiểu nhau hơn rồi thì ok, mọi thứ vui vẻ thôi. Chứ làm căng các bạn làm gì? Tại vì sao? Hội ấy bảo cần thì cũng không cần lắm. Nhưng bảo không cần thì không đúng, đúng không? Ở trong tập thể được thêm quà gì hay quà đấy. Nhưng mà nếu đuổi đi thì sao? Thì cũng chả sao cả, thì lại lập hội mới chứ có cái gì đâu, đúng không? Nhưng mà đôi khi nó vậy, vì ở lại đôi bên đều có lợi, mình cũng được cái lợi, mình được thêm tí quà. Và các bạn được lợi mà có một top mạnh để hỗ trợ cả team, đúng không? Cho nên cái gì nó lợi cho cả đôi bên thôi, chứ không phải một mình được hưởng lợi, mà tất cả chúng ta đều được chung cái lợi ích thôi. Còn tách ra không may cái căng thẳng xung đột nó lớn quá ấy. Bạn cũng thiệt mà tôi cũng thiệt, đúng không? Chúng ta đều thiệt. Thế còn tầm này trong server mình nói chắc chắn luôn có thể top 1 có thể bị mất. Nhưng mà trong vòng khoảng tầm 5 top đầu chắc mình không mất đâu. Với cái tầm đầu tư hiện tại dù cho mình dừng nạp rồi. Tại vì nick này rất là may mắn một chút là dừng nạp đúng cái thời điểm mà lên gọn được một số thứ rồi. Nên thành ra là không ảnh hưởng nhiều nhé. Nhưng mà nói với bạn một điều như vậy để các bạn hiểu một điều là không phải tự nhiên người ta làm như thế. Cái hoàn cảnh cũng xô đẩy thôi, dừng nạp rồi. Nên là phải bắt buộc cái tối ưu tài nguyên. Với thứ hai là không phải cướp hàng thường xuyên mà các bạn nói nâng cao quan điểm lên như ngày nào tôi cũng cướp. Nhưng mà thực ra có phải ngày nào tôi cũng cướp đâu. Tôi nhường các bạn nhiều chứ tôi mà tranh các bạn tuổi gì. Mình có ngày nào mình chả treo vậy nick. Mình mà chủ cho nick này top 1 ngày nào mình chả tranh được. Vì cái giai đoạn tương lai mình không biết. Nhưng giai đoạn này mình ở nhà, mình làm tuần online. Cái việc mình on được lúc 3:30 chiều với lúc 9 giờ tối là chuyện hết sức bình thường. Mình chủ kích vàng các bạn không có tuổi để tranh với mình đâu. Nói thật vậy vì mình bản chất mình đã mắc đam rồi, đúng không? Thì có gì mà không tranh được. Bỏ ra liên server thì khó, trong server quá đơn giản. Chẳng qua người ta đang nhẹ nhàng các bạn ấy. Nhưng chỉ vì một hôm bạn mất top, bạn quy chụp như kiểu ngày nào người ta cũng cướp, đúng không? Tạo cảm giác xong rồi đi nghĩ đuổi tẩy chay người ta. Trong khi nhiều khi các bạn có làm tích sự quá hay cho hội đâu. Nói thật vậy, nó thật nói hơi xúc phạm một tí. Nhưng mà nói thật các bạn yếu lắm. Các bạn chả được gì. Bạn Mikami mà có con ô đen mà khỏe khỏe tí. Chứ bạn Sakura mà có cái gì, bắt làm được gì cho hội đâu, đúng không? Đôi khi bạn mở mồm nói anh em một câu là xong. Đây chả nói câu nào. Nhiều khi bạn đi xin phép mình, bắt mình đi xin phép các bạn. Ôi giời, ngược đời, đúng không? Bắt thằng top 1 đi xin phép nó rất là chán. Nên đôi khi cũng chia sẻ các bạn như vậy. Và thôi bây giờ tiếp tục về lại nối tiếp sang một ngày khác. Còn bị kích hay không thì không biết nhé. Cái kệ thôi, mình chả quan tâm đâu. Bây giờ nối tiếp các bạn đến cái ngày mình lên được con lo. Chứ ngày hôm nay là chưa lên được lo. Nên mình tiếp tục nối tiếp video các bạn xem. Ok, tầm này đến tầm tối tự nhiên dạo này xung đột tí con boss nên mình cũng muốn xem tình hình con boss thế nào không. Hôm nay thì mình ấn nhiều nick nên mình ấn nick này bị trễ thì mình cũng không lên làm gì. Ờ vì cái này auto đi bỏ qua 10 vàng để ăn giữ cái top 10 thôi. Còn lại top 1, 2, 3 thì không tranh. Không tranh bởi vì đơn giản là khoảng cách nó hơi xa. Ấn thì ấn nhiều lần xác suất nó hụt, đúng không? Thì hiện tại theo cái điểm ở đây hiện tại thì bạn thấy là nếu mà về lý thuyết nhá là thì tức là zero sẽ là bạn đang muốn đua top 1 thôi vì bạn đang nhỉnh hơn chút xíu điểm mà. Còn bạn Kaka và Sakura đang ngang ngang nhau thì mình cũng chờ xem giây phút cuối cùng xem như thế nào. Nếu mà giả sử giây cuối mà bạn Sakura này bạn lên top 1 ấy thì chứng tỏ bạn chơi cũng bẩn. Tại vì đơn giản là bạn bảo bây giờ người ta xả vàng lên rồi ông lại đi xả thêm. Tại vì bây giờ bạn thấy bây giờ Sakura bắt đầu ngang với bạn Zero bắt đầu nhảy lên trên, đúng không? Để chứng tỏ ông này chơi cũng bẩn, đúng không? Tại vì đúng ra nếu ông chơi đẹp thì ông phải để bạn Zero là cái bạn đang có nhỉnh hơn điểm lúc trước ấy. Bạn đang nhiều hơn một khoảng tầm một lần đánh. Thế ông lại bảy, ông lại nhảy mẹ lên top 1 rồi.
xong nhiều khi người khác lên mất lấy mất tốt của ông thì ông kêu. Như trường hợp hiện tại nhá, bây giờ là bạn Sakura bạn vừa mới đẩy vàng để vượt qua bạn Zero nhé. Chứ còn về lúc đầu mình theo dõi thì vẫn thấy là bạn Zero đang nhỉnh điểm hơn hẳn nhé. Mà nếu tí nữa giả sử bạn Sakura lấy được top 1 của bạn Zero, chẳng lẽ mình bảo bạn Zero bảo hội trưởng kích bạn Sakura đi vì cướp top 1 tốn vàng của bạn đấy. Còn nếu mà giả sử bạn Zero bạn giữ được top 1 và Sakura không lấy được, chẳng lẽ bạn lại bỏ kick bạn Zero ra vì bạn ấy cướp mất top 1 bạn Sakura, đúng không? Đấy nhiều khi nó khổ lắm. Còn tối thì không thấy bạn Mikami đâu thì có lẽ tối nay bạn bận. Còn mình mà giả sử mình mà sắp xỉ top 1, top 2 mà thấy top 4, mình đứng top 2, top 3, thấy top 4 ấy là mình vẫn kích vàng lên bình thường, mình chả sợ gì các bạn đâu, đúng không? Còn đây hiện tại do cái khoảng cách xa quá, bạn tính trường hợp là bạn ấn hồi sinh mà không kịp ấy. Ví dụ ở đây mình nhìn thấy động thái là thấy bạn Zero có động thái muốn lên, đúng không? Và đấy có động thái muốn lên thì liệu bạn Sakura có đẩy hay không, chứ bạn thấy Zero có vẻ quyết tâm này, ấn lên khá là cao, đúng không? Thế bây giờ tức là đồng nghĩa với việc là bạn Sakura sẽ bị tụt top xuống. Vậy bạn Sakura có dám đuổi theo không, hay là bạn có ý kiến bạn Zero vì cướp mất top 1 của bạn hay không, đúng không? Thế còn chắc chắn là nãy bạn nhảy lên top 1 là bạn có ý muốn lên, tại vì chắc chắn là vì cái khoảng cách là khoảng tầm một lần đánh ấy thì luôn luôn bạn Zero phải luôn luôn cao hơn bạn Sakura. Còn khi bạn nhảy như thế này tức là bạn Sakura kia ấy là cũng định lên đấy, đúng không? Nhưng tuy nhiên bây giờ xem là nếu bạn Zero bạn đứng top 1 thế này thì bạn Sakura có ý kiến không? nếu không có ý kiến gì thì cũng phải xem xét lại bản thân, đúng không? Tại bạn tham bỏ bố ấy được. Mà nhiều khi cái điều khổ nhất của một số bạn đầu tư ít ấy là bạn toàn đòi đủ trước cả top thôi. Ví dụ mình là top, mình còn chưa đủ áo choàng vệ vương, mà một số bạn không phải là top cứ đòi lên trước thôi. Mà nếu giả sử muốn lên thì nhắn nhắn với top một câu, chứ ai chơi cái kiểu im thì bắt top đi xin phép các bạn. Chán lắm. Nên là trần đời cái kiểu đấy là cứ yếu thì cứ đòi thằng khỏe đi xin. Mình nghĩ là lên tầm này chắc bạn Sakura cũng có thể sẽ không lên đâu, tại vì để khoảng cách tương đối rồi. Nên nói chung cũng tùy người thôi, nhiều khi cái giống top 1 nó có cái nỗi khổ đấy. Không ăn thì thiệt, mà ăn thì người ta chửi. Khổ vậy. Nếu tầm này nghĩ là ăn bài chắc chẳng có vấn đề gì đâu. Và nếu bạn Sakura mà nhảy lên đớp của bạn Zero nữa thì quá đáng quá, đúng không? Nên đây bạn Zero động thái lên trước. Cả buổi chiều của mình lúc đấy còn sát nhau cơ. Đây chắc là không bị sao đâu. À bạn Sakura mất top rồi này. Thế bạn như vậy thì bạn thấy một điều đấy, là cũng không chỉ riêng mình đâu, mà ví dụ bạn KK, bạn Red này, bạn cũng đẩy lên bạn Sakura xuống này, không? Tức là vì sao? Tức mình nói một điều là số đông người chơi đều như vậy thôi. Nếu người ta mà không chênh, ví dụ top 1, 2, 3, 4 các thứ không chênh quá nhiều nhau ấy, thì chắc chắn là bốn ông đấy đều đánh lên, chứ không phải riêng gì mình. Chẳng qua là mình là top 1 nên người ta nói mình thế này thế kia. Đây bạn nhìn nha, cuối cùng bạn Sakura bị đẩy xuống top 4 này, mà bạn Red với bạn KK bạn lên này. Thế bây giờ bạn Sakura có dám bảo đuổi bạn Red và Zero bạn KK ra khỏi không? Không. Tại vì người ta cũng ấn lên, có phải riêng gì mình đâu. Nên bảo nhiều khi các bạn nói vậy thôi, đúng không? Đấy vì đơn giản mình vì bạn bị mất nên thành ra bạn tức, bạn nói người ta vậy thôi, chứ thực ra đấy bình thường vậy. Để mình kiếm hôm nào video khác mình cho bạn xem thêm nữa thực tế không? Nhưng nhiều khi buồn mình ngồi vào mình quay một tí, đúng ra cái bot mình chả quay đâu. Thì mình thấy một điều hôm nay mình không lên đơn giản vì mình bị bỏ xa, vì mình vào trễ. Chứ còn nếu mình vào nhanh là mình vẫn cướp bình thường nhá, mình vẫn lên bình thường. Chẳng qua nếu mà khoảng cách top 4, mình dụ mình đang đứng top 2, top 3 mà top 4 người ta không sát mình ấy thì mình không tranh top 1. Còn nếu mình ấn lên mà tiện lên top 1 được, ví dụ top 1 cách mình không quá xa ấy, mình sẵn sàng ấn vàng để lên top 1 chứ sợ quái mà không lên. Không đường top 1 server làm gì sợ cái ông chơi cày chày. Còn ông này cũng phải xem lại, đúng không? Bạn Sakura nhá, không phải tiên xấu mặt đâu. Đây cứ bảo cái thứ tinh tinh đấy, người khác người ta cũng làm thế, có riêng gì mình đâu. Thế chẳng lẽ theo cái quan điểm bạn Sakura này thì cả hội bị đuổi à? Tại vì ai cũng có thể cướp top của bạn cách bình thường, đúng không? À bên nãy lúc chiều mình quay video có nói nhầm một tí là bạn Yumikami bạn là hội phó phải hội trưởng nhé. Với lại mình phải nhấn mạnh các bạn chút xíu là không biết là hội trưởng hay hội phó đợt đấy là mình được mời sang hội này nhá, chứ không phải là mình xin sang nhá. Nên mình không có gì phải khụy lụy các bạn cả, đúng không? Mình chơi cái gì ra cái đấy, cái gì rõ ràng thôi, đúng không? Cái gì quyền lợi của nhau người ta đảm bảo quyền lợi thôi. Còn lúc chiều nói nhầm tí bạn này không phải hội trưởng, bạn này hội phó, đúng không? Và thế là còn mình không tham gia về group chat, tại vì sao? Mình chơi nhiều game quá, mình cũng không thể đọc hết tin nhắn được. Mình vào mình không đọc tin nhắn thì mình vào làm gì, đúng không? Mình lắm tin nhắn quá nên mình thôi bỏ qua, đúng không? Chứ còn không phải là mình không nhiệt tình gì đâu. Thứ hai thì bạn thấy nhiều khi mình vẫn kéo cái vực sâu đấy. Tức là nếu mình biết đọc tin nhắn bạn chat mình lúc đấy và mình rảnh thì mình sẵn sàng mình kéo thôi. Còn nhiều khi mình bận các thứ linh tinh thì mình vào nhóm làm gì? Vào nhóm mà có đọc tin đâu, vào mà không đọc thì vào làm gì? Còn bao giờ mình cảm giác mình muốn vào tương tác cùng thì vào tương tác thôi. Chứ bạn phải biết là mỗi game mình có ít nhất một group chat, chưa kể game hải tặc thì rất nhiều group luôn. Nên vào nhiều rồi vào thêm nữa có đọc được đâu.
Còn nếu bạn nào cần mình, ví dụ bạn nào biết mình làm kênh YouTube chẳng hạn, biết Facebook của mình thì bạn inbox riêng cho mình, hoặc bạn nào không biết bạn có thể inbox trong game bảo mình đưa link Facebook của mình cho bạn, đúng không? Cho bạn inbox qua mình cho mình vào hỗ trợ anh em, ví dụ giải đấu ra muốn tạo team tổ đội chiến thì bạn inbox qua Facebook của mình phát là mình ấy thôi. Cái đấy có gì khó đâu, đúng không? Chứ đâu phải nhất thiết phải vào trong group, chứ vào trong group của game có tương tác gì đâu, đúng không? Đấy, còn hôm nay mình vừa cho bạn xem một tí đấy, là không chỉ riêng mình nha, người khác người ta cũng làm vậy thôi. Tại vì ai cũng bảo vệ quyền lợi của mình thôi. Khi số điểm sát nhau, không ai chấp nhận mất top đâu, đúng không? Còn bạn top 1 vì sao đấy bạn Sakura không dám lên? Tại bạn đẩy lên trước nhiều quá rồi chả không dám. Còn kia bạn Sakura nếu hồi chiều bạn đẩy lên cao quá thì mình cũng chả tranh được đâu, đúng không? Tại vì cái điểm cơ bản ấy, cái giai đoạn bot chưa tiến hóa ấy, thì cơ bản điểm chúng ta ngang nhau, nên chỉ cần ấn trước nhau khoảng vài lần đấy là thằng kia đuổi không kịp đâu, vì hai thằng cùng ấn mà. Còn đây chẳng qua là do bạn cũng ấy thôi, bạn cũng tham thôi. Cuộc sống nói thẳng như thế, đúng không? Cũng chả muốn bóc mẽ các bạn đâu, tại các bạn xúc phạm mình quá. Thực ra cũng chả phải xúc phạm riêng mình, cả bạn chủ nick nữa. Nick này có hai chủ, có những cái các bạn nói đôi khi không phải là mình làm đâu. Ví dụ bạn Mikami bảo đánh mỏ của bạn lúc nhiều giờ, chưa chắc là mình đánh đâu, khéo chủ đích ấy. Nên mình cũng chả biết mình nick có hai người chơi mà. Chẳng qua nhưng mà có cái là bạn đừng ăn mỏ cao nhất thì bạn sẽ không bao giờ bị điều đó xảy ra, đúng không? Chẳng qua bạn tham ăn mỏ cao nhất thì bạn phải chấp nhận vậy. Chứ nhiều khi ví dụ mình bảo tôi không đánh bạn đâu, nhưng mà các bạn chủ đích bạn đánh thì sao, đúng không? Ai mà quyết được, nick chung người mà. Nên tốt nhất là bạn tránh những cái thứ đấy ra thì không bị xung đột. Còn nếu bạn đặt nặng nâng cao quan điểm đến vấn đề nhỏ nhỏ ấy thì server sẽ không đoàn kết. Mà không đoàn kết thì ra riêng server nó bị thiệt thôi. Thiệt cả mình lẫn bạn chứ cũng chả phải ai được lợi chỗ này đâu. Và đấy vừa cho bạn xem đấy, bạn Sakura bị bay như thường. Và bạn lúc đầu có ý định lên bot, tại vì bạn vào sau hoặc là số điểm bạn ít hơn cái bạn Zero, nhưng bạn có đẩy lên. Trời ơi, sao bạn Zero đẩy nhiều quá bạn mới chùn thôi. Và cuối cùng sau bạn Red với bạn KK cũng đẩy lên nốt thôi. Nên thôi là chả ai nhường ai đâu. Chẳng qua người ta nhường vì sao? Vì người ta không có cơ hội lên được top 1, chứ họ có cơ hội họ chả nhường cho bạn đâu. Nên thành ra câu chuyện là như thế nhá. Tôi lại nối tiếp video thôi. Ok nhé, đoạn này mình đang quay lúc sáng sớm của ngày 8 tháng 1 2024. Cái đoạn này nó rơi vào khoảng tầm, tức là nó sẽ qua 4 giờ sáng, là gần 4 rưỡi sáng. Thì lúc này nó tính sang ngày thứ hai rồi, nó reset cho mình đến cái chiến cuối của cái chỗ đỉnh phong. Thì xem có hy vọng không, đầu tiên cái đi đào Haki chỗ vòng vàng đó. Thì xem có lên được lo không thì chốt luôn video, để mấy ngày rồi chưa chốt được video. Thì bảo là cứ chờ Haki Sura thôi. Nãy túi đồ nãy ăn thêm tí quà ngày cho bị thêm 5 túi này nữa. Nếu mà thiếu ít thì có thể hy vọng trong đỉnh phong được. Này, cảm giác chỗ này về đỉnh phong sợ vẫn chưa đủ nhỉ. 73, gần 76 cơ. Rồi ok, giờ trước mắt cứ xông vào trong chỗ chiến cuối nhé. Xong mình vào chỗ vừa là đỉnh phong. Reset cái này. Nick này chắc là sức mạnh đủ sức để đi xong cái này rồi. Tướng giờ xịn quá là còn gì nữa. Server mới thì Team Magma cái X2 đi. Server mới mà. Mấy cái này hơi X2 luôn kìa. Vàng cái này nó cũng không phải quá đắt. Cái hải hồn thì thôi, cái hải hồn thì nói chung là nick này không đầu tư nữa thì cái hy vọng lên main nó không có. Thì thôi, hải hồn thì từ từ, cái này cũng không cần nhé, cái này nó cũng chả có haki dư mà lấy lại đâu. Cái haki bá vương thì cái nhân đôi, haki sura cái nhân đôi. Được 4 túi thì sợ không đủ được. Còn haki địa hạt thì nhận thường nữa. Hơi ở đây cái này có hoàng kim bảo thạch thì nhân 2 này. Cái này cần nhiều. Cái đan thì ra giai đoạn này thì thôi cứ cho X2 đi được. Nhưng mà với tầm của server mới mình đi được mắc cái này sớm như này là cũng khá là tốt đấy. Mắc từ 1-2 tuần trước cơ. Để qua mình không quay video đâu. Rồi ok, không tiếp tục chơi ra ngoài. Thì các bạn lên được tướng nhanh quá. Biết đâu cái này cho Haki. Không, rất tiếc không trúng Haki.
Về chỗ này được 8 túi không? Khoảng tầm 400, vẫn thiếu nhiều lắm. Nhưng chung là vẫn phải chờ ngày mai cơ. Ngày hôm nay vẫn chưa thể đủ sớm đâu. Thì chỗ này gọi cho 74.200 mà cần 76.000 nữa. Nói chung khoảng tầm 2.000 thì ngày mai là kịp ấy. Vậy vẫn phải nối tiếp video sang ngày mai thôi. Ở chỗ này đang tiện đây còn bán tí cái hoàng kim bảo thạch cái hoàng kim bảo thạch ở đây mình xem nếu không may thiếu một chút xíu để mua luôn. Còn nếu thiếu nhiều quá thì thôi thì kiểm tra qua một chút xíu có thiếu nhiều nhé. Thì ở đây ví dụ như ở đây mình đang có ở đây là con này là xong rồi này. Con lo là xong rồi, con queen là nâng xong cái viên nâng công rồi. Con kaku thì xong lâu rồi đúng không? Rồi có viên này 15 mình xem viên này thiếu nhiều không, không thì đổi sang. Hiện tại mình vẫn chưa đủ thần thạch công nên là chắc nó tạm tạm vậy. Tại vì các bạn cũng không nghĩ trường hợp là dừng nạp đột xuất như vậy nên thành ra tính chứ không thì lần trước đổi thành công luôn cho xong. Rồi đây vì trường hợp đấy là ngoài dự tính. Giờ mình xem qua các tứ đinh tinh xem có xác suất được thần thành công sớm không. Nếu được sớm thì lấy thần thành công, mà không thì cứ từ từ thì đổi viên thủ sang được. Ở đây có 36 mảnh còn lâu lắm. Ở đây xem qua cái chỗ quy đổi vào thạch nhé. Bây giờ công chưa đủ thì thủ thì ở đây hiện tại cần 50k, ở đây có mới 39 thôi. Cái tinh hoa bảo thạch 80k thì dư nhiều rồi không? Tích điểm bảo thạch hơn 400 dư nhiều rồi. Nếu thiếu hoàng kim bảo thạch thôi. Thì có thể không thì mình mua thêm vài túi cho tròn được. Tại vì đây là 50.000. Rồi cho cái này làm tròn là 40.000 đi. 40.000 thì thiếu khoảng tầm 10.000. Ở đây thêm ở đây thì gọi cho thiếu khoảng tầm 11.000. 11.000 mà nếu ra ngoài này xem mua mất nhiều vàng không. Nếu ít ít thì mua luôn cho nó tròn thì cũng được. Tức là 11.000 rồi. 11.000 mỗi túi này 500. Hai túi không vậy là 22 túi. 22 túi mất có 44.000 vàng. Rồi vậy thì cũng ít, vậy thì mua luôn cho nó đủ đi cũng được. Tại vì đằng nào bây giờ cũng nhây nhây mua thêm tí bánh mì thôi. Giờ ok mua được. Mua cho tròn nhé, vì đằng nào bây giờ cũng thiếu. À xem cái điểm này sẽ có đổi. Nhưng mà điểm này mình đang nghiêng đến cái vét quý tộc với lại cái con tinh linh hơn đúng không? Nhưng mà cứ thử ướm thử xem nếu mà đổi sang thần thạch thì bao nhiêu viên. Ví dụ nếu mình lấy viên ma công thì sao? Tại vì đang muốn hồi sinh con queen theo cái dạng mà chỉ số to nhất ấy nên mình không muốn lấy viên tuyệt chiêu sớm. Được có 38 viên không ăn thua. Rồi ok thì vẫn cứ giữ nguyên phương án là một là cái vép quý tộc, không thì là con tinh linh mastery đúng không? Còn hiện tại giờ lấy cái này dùng tạm trước đã. Rồi mình hiện tại nó vẫn đang phát cho cái đợt quỹ lãi này thì ra mình chưa đụng đến cái vàng gốc thì vẫn có thể tiêu thêm chút vàng được. Nên sao mình giữ lại 10 được 1.500.000 vàng gốc là được. Nãy đổi hơi ngu một chút xíu là quên rồi không cộng cái chỗ còn dư nên thôi coi như tích cho cái viên sau. Thế mà nếu mình tính bị sai đấy, đúng ra mình phải lấy cả cái, mình phải quy đổi cả ấy nữa. Tức là mình phải tính cả cái viên đã còn, cái túi là còn dư ấy, mình có không tính cái túi còn dư. Nãy mình x2 cho chỗ đỉnh phong mà, mình quên không trừ cái đấy đi. Nhưng thôi không sao, thì coi như để cái chỗ dư để dành cái lần sau thôi. Để cho viên này sang nhé. À từ từ, nếu mà lấy viên này sang thì viên này con queen à. Con queen thì khéo mà lấy viên màu xanh thì xem có nâng cố được viên màu xanh hay không. Ở đây chỉ có được khoảng tầm 1.7.000 thì sao không được. Kể ra nâng viên màu xanh thì dồn cho queen thì hay hơn. Viên màu xanh bên này. Cái để tạm bên này về cho Kaku đó. Mình đang tính đấy nhưng mà Berry giờ vét cố xem có đủ không nhé. Dùng qua với cái này chút xíu là rộng. Sợ không còn Berry mà nâng ấy nhỉ. Tại nick bây giờ nghèo rồi mà xem trong túi còn berry không nhé. Sợ berry không đủ. Tại vì nâng lên cái level 15 nó tốn lắm. Đó là một trong những lý do vì sao mình không bao giờ mình nhường cái mỏ cao nhất đấy. Tại vì do ăn cao nhất còn đang thiếu thiếu nhã rồi. Nói gì nên ăn cái mỏ thấp. Giai đoạn đầu nó thiếu thốn nhiều lắm. Nhìn sơ qua thì còn có 200 triệu thôi. 200 triệu thì không bỏ rồi. Cái này ít quá không nâng được. Nếu vậy có lẽ là chưa nên nâng vội. Thì mình đang muốn dồn cho con queen nó chỉ số nó to một tí. Nhưng không chỉ số nó thấp quá mình sợ lúc lấy lo về lại không hồi sinh đúng con queen được. Thì đang rất là ái ngại câu chuyện là sợ nó hồi sinh không may trúng Kaku. Kaku hiện tại có viên thần thạch mà. Thì chỉ số đang hơi to. Nên nó hơi đau đầu đấy một chút xíu. Còn nếu bây giờ lấy con lo về thì không thì Kaku vẫn giữ nguyên. Đúng là nhiều khả năng trúng con Kaku thật đấy. Thì với lại đau đầu bây giờ hồi sinh queen kiểu gì. Không hồi sinh queen thì hơi tiếc.
Còn nếu mà không hồi sinh được Kaku thì bỏ Kaku ra. Thì có con nào dùng được không nhỉ? Nếu bây giờ trường hợp xấu thì phải bỏ con Kaku. Tại bây giờ mình đang bí mà. Nếu bỏ Kaku thì cũng chả có slot nào ngon rồi. Để trong các tướng mình đang dùng ở đây thực sự không có nào dùng được. Tại vì đang rất là nhiều khả năng có thuộc tính cao nhất là Gaku đấy. Bây giờ xem qua thuộc tính hiện tại nhé. 58 mấy, 33 mấy, 33 mấy không? Đó, hơn nghìn mà. Còn Queen thì bao nhiêu? À không, con Queen vẫn cao hơn đấy. Con Queen là 6 năm mấy, 44 đầu 4 ấy. Hai cái đầu 4 một cái đầu 6. Con Oden thì sao? Nó cũng sấp xỉ nhau, nó không chênh nhau mấy. À như vậy thì mình sẽ phải lợi dụng cái vét quý tộc. Thế là bây giờ mình sẽ chuyển cái vét quý tộc cao nhất sang để mình cường cái vét quý tộc của con Queen tí không? À ngoài ra nữa là ta cái ô này cần 400 team thì xem có đấy thiếu một tí không gì đấy. Mặc dù mình chưa có trái tăng cường có thể chuẩn bị dần được. Nếu mà team gần đủ 400 rồi thì thôi. Còn nếu mà chưa đủ có thể ấy thêm một tí. À 400 team rồi thôi, không cần nữa. Còn trái tăng cường thì chưa đủ đâu, mình đang lo chuẩn bị trước thôi. Mình còn khá nhiều cái thủy tinh thời trang để cường hóa nhé. Thì trường hợp xấu nhất là mình phải đi căn cái thời trang thôi. Và chính là bỏ bớt thời trang linh tinh làm sao để cho cái thủ tính cái tủ xuống. Tại thời trang nó cộng cả cái chỉ số nhanh nhẹn, sức mạnh, trí lực mà. Cái điều tiếc nhất hôm nay là vẫn chưa đủ được chưa đủ được cái Haki nhé. Chưa đủ Haki là mình hơi khó. Thực ra bây giờ thích đủ nhanh ấy thì đổi tí điểm Wano ra cũng được. Thì 2000 nó nhanh mà. Thay đổi luôn thì sửa luôn nhỉ. Nếu hy sinh chút điểm Wano ấy đủ túi 50 à? Nhiều túi nhỉ? Tức là 2 túi 100. Hơi nhiều. Có tiếc không nhỉ? Mất hơi nhiều, thôi bỏ qua đi. Để cần khoảng tầm 40 túi. Thôi ráng chờ, thôi ráng nối video tiếp nhé. Định lên sớm mà tiếc của lại thôi. Mình sẽ nối tiếp video bạn xem sau đoạn khác. Ok nhá, thì nói chung là bạn thấy ở trên xếp hạng mình ra một công hội mới không? Thì nói chung là bạn hiểu nôm na như vậy là cuối cùng là vẫn bị đuổi nhá. Thì đấy mình chia sẻ tin buồn bạn, đoạn này ra mình quay sau mình nối vào thôi. Thì cái video cứ ghép mỗi lúc một tí thì toàn chè thêm tí vào. Đừng định đấy liền video trước mà thấy nó dài quá là cắt luôn rồi chuẩn bị chốt lại tổng kết video thôi. Vậy như vậy thì bạn thấy một điều là như thế là với sự tham mưu của bạn Mikami cũng như là bạn Sakura thì cùng hội trưởng đuổi mình. Mình ở đây mình không biết là hội trưởng có thù oán gì với mình không, mình không biết. Nhưng mà thôi tuy nhiên là thấy đuổi vậy. Thực ra là cái hôm đuổi là mình cũng có chat với bạn hội trưởng hai lần trong game. Nhưng mà cũng có thể do một phần là tin nhắn bị trôi, hay có thể là bạn cố tình không rep, mình không biết được. Vì cái đấy có thể đôi khi tin nhắn bị trôi nhé. Nhưng mà mình để treo máy mình không thấy cái ô chat nó lóe sáng, tức là không thấy tin hồi âm lại ấy. Nên thành ra thôi mình nghĩ là chắc thôi cũng chả biết là người ta thực sự ghét mình hay người ta tin bên kia hay như thế nào. Đại khái là mình đã bị hội trưởng đuổi đi, đúng không? Theo cái tinh thần vì lý do có thể do bot, kiểu vậy. Thế thì bây giờ mình không ở trong hội mình chả biết được ấy. Nhưng mà đấy tinh thần chung là bị đuổi đi vậy rồi nên phải chấp nhận thực tế như vậy và tạo cái hội mới để vực lại thôi. Vực lại ở đây không có nghĩa là đua đòi được cái gì hoành tráng đâu, chỉ là kiếm cái chỗ để kiếm trốn dung thân, kiếm cái nhà để ở thôi, ta lập cái hội mới để ở thôi, đúng không? Nhưng mà tuy nhiên thì cũng hơi buồn một tí xíu, tức là vì đơn giản mình không thấy sự hồi âm lại, cũng như không có sự liên hệ gì trước khi đuổi. Tại vì thực ra với mình ấy, nếu mà chuẩn chỉ hơn một tí xíu ấy, ví dụ như là hai bạn kia tố cáo mình, thì ví dụ bạn hội trưởng là người ở giữa, bạn cũng nên đi hỏi cả lý do mình xem mình có phản biện gì không. Sau khi nghe xong hai ý kiến bạn tổng kết lại bạn thấy bạn kia nói vẫn đúng thì bạn vẫn đuổi mình thì sẽ hợp lý hơn. Là cái kiểu bây giờ mình cũng chả biết hội trưởng có giận mình hay không, hay là chỉ đơn giản vì mấy bạn kia bạn nói xấu nên thành ra là mình bị bay, đúng không? Tại vì thực ra cuộc sống cái thằng xấu nó hay nói nhiều, và nói nhiều thì hay kiểu làm cho dư luận người ta lại cứ kiểu không biết người ta lại cứ nghĩ thế này thế kia ấy. Nên thôi cũng phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà thôi bây giờ thì tôi đằng nào bị đuổi rồi thì thôi. Thôi đằng nào cũng server mới, bây giờ thì người ta không chứa mình thì mình phải tự cứu lấy mình thôi. Thì mình tạo cái hội mới để chơi thôi. Nói chung bảo buồn không thì cũng có buồn. Nhưng mà tuy nhiên thì nó là cái thực tế như vậy, phải chấp nhận thôi. Bên cạnh đó nữa ở đây thì mình cũng thấy có một cái vấn đề nữa ở đây là mình thấy là đôi khi cũng có như kiểu ví dụ lần trước mình có trong đoạn trước mình có nói đấy, có thể đôi khi vì đôi khi giận dỗi có thể mình sẽ đi cướp cái top bot, đúng không? Vì đằng nào cũng vậy, như đằng nào không ăn được ấy. Nhưng mà tuy nhiên tại sao đôi lúc bạn sẽ thấy là mình không lên top bot? Tại vì đơn giản một điều là sao? Mình thấy đối phương có vẻ cố tình thấy là mình nói thế người ta ghét mình nên người ta cố tình người ta xả nhiều vàng lên. Nên đó lý do vì sao mình cũng thay đổi. Bây giờ mà thôi, nếu mà nó tốn nhiều vàng vậy rồi thì tôi tội gì đua với nó làm gì. Thực ra là mình có test thử một hôm, mình thấy là mình cố lên vàng, người ta cũng lên vàng. Mình thấy vậy nó tốn quá, thế thôi mình quyết định là thôi. Nên những hôm như thế không nên đú đợn làm gì.
không? Tại mình cũng phải tính về cái quan điểm chơi như này này. Bây giờ giả sử ví dụ con bot nếu bạn đứng top và được khoảng tầm 3.000 vàng ấy, vậy thì nếu giả sử mình hồi sinh bot hết hơn 3.000 vàng tới bị lỗ, vậy thì mình làm gì cho nó khổ ra, đúng không? Thế mà mình cũng phải chọn làm sao, mình phải tính toán làm sao đó nó hợp lý nhất có thể cho nick của mình, chứ không phải là cho nick của cái bạn chủ nick của mình mới đúng, đúng không? Chứ không phải là bây giờ chỉ vì phút bốc đồng mình bảo ôi thằng này đuổi ta vì bot, tao đi cướp bot mày mà ngày nào cũng cướp bot, trong khi rõ ràng là ngày đấy nó tiêu rất nhiều vàng, cứ đú theo nó thì chết, đúng không? Mình chỉ đú thử một hôm, cũng như là mình phải xem tình hình cục diện thế nào. Tại vì bảo nhớ một điều là khi mình nói vấn đề đấy thì lúc trước đó là cái bot rất là yên bình, gần như chỉ ấn một vài bạn ấn thêm chút vàng, hoặc là gặp những tình trạng ví dụ mình quay bạn một vài đoạn lần trước đấy và thấy một điều là sẽ có những ngày ấy, sẽ có bạn lên cao hẳn và từ đấy ta biết ý ta không lên, đúng không? Và có những ngày chỉ nên xem nhau thì ai nhanh tay ấn một hai lần lên được tốt thì người đấy lên, đúng không? Còn khi mà mình biết là người ta cố tình vùi dập, thấy mày à, người ta cố tình cướp top theo cái kiểu là xả thật nhiều vàng lên top ấy, thì tất nhiên mình phải tránh đi chứ. Chứ bây giờ mình cố với nó cuối cùng mình được cái gì? Quà thì nó không xứng đáng với vàng bỏ ra. Nên đôi khi ta phải vậy, ta phải tùy theo cái tình hình thực tế thôi. Còn những hôm nào ấy mà cảm giác lên top 1 được mà nó rẻ thì mình vẫn lên bình thường nhá. Tức là cũng không phải, chẳng qua là cái độ gắt nó không quá cao nữa, tại vì đơn giản mình thấy cảm giác bị lỗ thì không cố, đúng không? Cũng như quá trình mình làm cho cái nick này cũng vậy thôi, bạn để ý đúng không? Thì có thể ngày hôm nay mình nói là ví dụ hôm nay tôi bảo là tôi sẽ lên con Odin, đúng không? Nhưng ngày mai mình lại bảo lên con Queen. Ngày kia cuối cùng mình lại quay về lên con lo, không kiểu kiểu vậy. Tức là bạn nói điều là cái thứ mình nói nó chỉ ở cái thời điểm đó thôi. Và có thể ngày mai khi mình cân đối lại thiệt hơn ấy, mình thấy cái điều đó chưa hợp lý, mình lại thay đổi thôi. Nên đó lý do vì sao mà câu chuyện là định lấy top bot nhưng tại sao có lúc lại lấy, có lúc lại không, đúng không? Thì đơn giản vì xem tình hình lúc đấy lấy có lời hay không, đúng không? Tại vì là câu chuyện trường kỳ, đúng không? Mình phải tính làm sao có lợi cho mình. Nhưng mà tuy nhiên mình thấy một số bạn ghét mình, người ta cũng sẽ nhân cơ hội đấy bảo ô sao không lên top bot à, không lên top bot à, đúng không? Thì thôi kệ, thì bạn chấp nhận hy sinh nhiều vàng thì bạn cứ lên đi, mình thì không lên, đúng không? Đấy, mình nói thẳng như vậy thôi. Và tuy nhiên đặc biệt một số bạn cứ hay comment vào nhóm tinh tinh cái thứ của mình ấy, là nói thật từng điều là mình chặn luôn, tại vì mình biết thừa là bạn là người ghét mình rồi, và ghét mình thì thôi, đúng không? Còn tất nhiên mình phải chia sẻ thẳng đấy, lúc đầu thực sự là có ý định muốn lấy bot, sau đó cảm giác bị lỗ nên là không lấy nữa. Nhưng mà vẫn có những hôm mình lấy, tại vì đơn giản những hôm đấy mình thấy lấy nó lời thì mình lấy. Nói chung là làm sao đó ấy, để quá trình chơi game ấy nó không bị thiệt hại nhiều nhất có thể, đúng không? Những cái top nào mà cảm giác là cố lên top ấy nó lỗ quá, cái vàng bỏ ra không xứng đáng ấy thì thôi. Còn để sao để tối ưu, miễn sao ấy trong game nó vẫn tạm thời là giữ được cái vị trí top 1 lâu nhất có thể là được. Mình dùng cái từ lâu nhất có thể là được bởi vì khi chủ nick có biến cố thì hoàn toàn những bạn khác hoàn toàn có thể nạp để vươn lên, nên mình chỉ cố gắng là sao duy trì khả năng top nhiều nhất có thể thôi. Ví dụ như mình đang tạm thời bị đuổi khỏi bot, đúng không? Thì hiện tại trong server hiện tại về mặt lý thuyết, về mặt sức mạnh mình vẫn tạm thời có thể coi là người top 1, còn được trong bao lâu mình không biết, thì như vậy là được rồi. Còn tất cả những vấn đề các cái top khác mình phải xem xét, tại vì khi mình biết người ta đã cố tình ghét mình muốn gì mình ấy thì mình phải xem là cái nào đú được cái nào không, và cái đấy đú có lợi cho nick nhiều hay không thôi. Nếu cảm giác lợi không nhiều lắm thì thôi. Mà thực ra bây giờ bản chất cái nick này, bây giờ cái thứ cần đú nhất ấy nó chính là cái đú các sự kiện đặc biệt, nơi có thể lấy các vật phẩm hot. Chứ còn bây giờ ví dụ mấy con bot thuận tiện thì lên cho rẻ, thì lên rẻ mà lên top 1 được thì lấy thì lời, đúng không? Nhưng hôm nào đắt quá thì thôi bỏ qua thì nó cũng ảnh hưởng gì đâu. Nick thì vẫn đang mạnh vậy, nó không ảnh hưởng vấn đề gì, tại vì nó không ảnh hưởng vấn đề câu chuyện lên tướng của bạn. Nó chỉ có thể lựa hôm nào tiện ấy thì bạn kiếm thêm được chút vàng, có thể kiếm thêm được mảnh áo tràng vệ vương, hôm nào không tiện thì thôi. Tương tự những cái top khác, ví dụ top đấu trường chẳng hạn, ngày hôm nay có thể mình vẫn đang là top 1, mình đang mạnh nhất thì mình đứng top 1 đấu trường. Ngày mai có thể hai người ngang nhau, chúng ta cùng nhau tranh nhau top 1 đấu trường. Sau có thể ngày kia thứ bạn mạnh hơn mình nhiều quá, mình không tranh được thì thôi kệ bố cái đấu trường đấy, mình chấp nhận đứng top 2, đúng không? Sau bạn nào đấy lại vượt qua mình, lại mạnh hơn mình thì chấp nhận đứng top 3, cứ vậy thôi. Tức là nếu có cơ hội mà cảm giác là tranh đua mà không thiệt hại nhiều ấy, thì mình vẫn tranh bình thường, chứ không phải bạn đuổi mình đi thì mình không dám tranh, đúng không? Còn những cái hôm nào mình còn những cái gì mình đua ấy, mình cảm giác là thắng mà vẫn bị thiệt thì thôi, đua làm gì, đúng không? Và nói chung là cái vấn đề quyết định của mình nó sẽ thay đổi theo cái tình hình của bạn chủ nick cũng như là cái tình hình thực tế trong game, nên là mình chia sẻ là như vậy. Và mình cũng nói thẳng đấy, rất nhiều bạn khịa mình và mình chặn luôn, chứ mình cũng không giấu nhé, không phải mình chặn các bạn đi để mình giấu cái vấn đề đấy đâu, mà mình nói thẳng luôn là lúc đầu có ý định như thế và sau thay đổi lại vì thấy bị lỗ, vậy đơn giản vậy thôi. Tức là mình vẫn nói vấn đề ra, còn mình chặn bạn đơn giản vì sao? Vì mình không muốn đôi co thêm thôi, cứ ngồi chat với nhau, nói thật đến việc chat cãi nhau với các bạn mình có được giàu hơn đâu, nên thật ra mình chỉ đơn giản chia sẻ vậy thôi. Còn cái lý do bị đuổi thì mình cũng chia sẻ trên video như thế, còn khán giả người ta đánh giá thế nào thì kệ. Bạn có thể quý mình thì bạn ủng hộ mình thì ok, mà bạn ghét mình và không ủng hộ mình nữa thì cũng kệ,
đúng không? Chẳng qua tình hình như vậy thì mình nghĩ theo quan điểm cá nhân của mình thấy như thế là không hợp lý thì mình nói không hợp lý, người khác bảo như thế là đúng rồi thì đấy là quyền của các bạn, đúng không? Quyền lựa chọn. Còn đây câu chuyện nó có sao mình nghe vậy, cũng như là các bạn nghe cả hai tai, đúng không? Ví dụ như là bạn nghe anh Xuân làm YouTube nói vậy thì bạn đôi khi cũng nghe cả tí bên đối phương nó nói thế nào, sau đó thì bạn xem con tim bạn mách bảo hay lý trí bạn nói xem là tin ông nào thì bạn tin, đúng không? Còn mình thì cũng chia sẻ thẳng như vậy thôi. Và cũng phải nhấn mạnh một điều là con bot là mình không có tranh nhiều, đúng không? Và chẳng qua là người ta làm cao quan điểm lên để kiếm cớ đuổi mình thôi. Cũng như mình quay bạn thấy người khác lên lấy top bot của người ta, nhưng người ta có bị đuổi đâu. Tại vì đơn giản vì cái bạn lấy top bot kia người ta không phải là top 1, hay đơn giản người ta không bị ghét. Còn mình bị ghét nên là có thể mình làm kênh mình bị ghét nên thôi, chấp nhận vậy. Nên là mình chấp nhận thôi, người ta ghét mình đặt nhiều điều tiếng chán lắm, lên lấy bot một hôm mà bị đuổi khỏi công hội. Còn tất nhiên là người ta đuổi đấy thì bạn thấy đấy, mình cũng phải tự lập lại hội thôi. Sau đó mình cũng hy vọng là khi video này lên, biết đâu có những bạn nào ở các server gần gần mình, người ta quý mình thì người ta có thể là liên hệ để về sau có thể người ta về chung một nhà. Còn nếu giả sử gộp server mình vẫn bị ghét tiếp thì mình lại phải chơi một mình chứ sao, đúng không? Nói chung là khi mình đã tạo một hội mới thì mình phải chuẩn bị tinh thần cho cái điều xấu nhất có thể xảy ra là mình phải chơi một mình. Nhưng mà tuy nhiên một điều vẫn xác định một điều, nick mạnh hay yếu vẫn là câu chuyện nạp tiền nữa hay không thôi. Còn có đồng đội thì đúng là có nhiều thứ nó cũng lợi hơn thật đấy, nhưng không có thì cũng phải chấp nhận, mà cũng phải chấp nhận thực tế thôi. Thì thực tế phũ phàng phải chấp nhận vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ. Ngon mình chia sẻ như vậy. Và nói chung là server này cũng là một cái server hiếm hoi, mình không làm hội trưởng thì cái giá mình phải trả nó chát quá. Nên là đó lý do vì sao bạn thấy là đa số các server, đa số mình cầm nick hội trưởng là vì thế. Tại vì thực sự là khi mình không nắm cái quyền lực trong tay ấy, thì nói thật một điều là rất dễ bị người ta đuổi đi. Nói thật vậy. Mình mà ví dụ như server cái công hội vừa rồi, nếu mình là hội trưởng ấy thì chắc cãi nhau nhẹ nhẹ chắc cũng chả bị đuổi đi đâu. Tại vì hội trưởng ai đuổi đi, mà cũng chả bao giờ có chuyện cả server nó bỏ hội trưởng đi đâu. Nhưng mà vì đơn giản mình không phải là hội trưởng nên là khi có xung đột xảy ra mà nếu hội trưởng lại không khách quan một chút xíu ấy thì thực sự là mình bị đá đi một cách dễ dàng quá. Cái cảnh top 1 server bị đá đi vì con bot rất là chán, nghĩ nó chán đúng không? Nhưng mà chán nhưng mà nói chung vẫn phải chơi thôi, đúng không? Còn mình cứ chơi được ngày nào hay ngày đấy thôi. Còn bản chất nick này về bản chất nhá, nó cũng không phải nick của mình, đúng không? Kể cả nick này có thành công hay thất bại gì đó trong tương lai ấy, thì thực ra cũng chả ảnh hưởng đến mình. Ví dụ mình không chơi nick này mình bay sang nick khác, chẳng qua ngày hôm nay ví dụ như mình thấy là ông chủ nick ông khá là tốt với mình thì mình cũng muốn là đáp lại lòng tốt đó, thì mình có thể làm cái gì đó mà mình nghĩ là tốt nhất cho nick thôi. Còn tất nhiên là khi đôi khi cái lòng tốt của mình ấy, có thể vô tình ấy, ví dụ khéo không phải mình cầm khéo nick này chả bị đuổi đâu, mình cũng phải chia sẻ thẳng như vậy. Mình nghĩ là cũng có thể một phần do là mình cầm nick nên nick này bị đuổi đấy. Tại vì người ta đôi khi người ta cũng ghét những cái người làm YouTube như mình ấy sẽ được rất nhiều người quý nhưng cũng sẽ bị rất nhiều người cực kỳ ghét, đúng không? Tại vì có những thứ có thể đôi khi những lời nói của mình ấy nó động đến lòng tự trọng của người khác, hay nó phương hại lợi ích của người ta, hay có những thứ người ta muốn giấu mình để nói ra, thứ tinh tinh nó nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà nói chung mình nghĩ như thế. Nhưng mà thôi, tuy nhiên là dù biến cố xảy ra mình thấy bạn chủ nick vẫn ok với mình, như vậy được rồi. Tại mình chỉ cần cái ông đưa nick cho mình ông hài lòng là được thôi. Còn ví dụ một ngày nào đó vì biến cố gì đó bạn ấy nghỉ game, nick này cho off cũng không sao cả. Hay là bạn ấy tiếp tục đầu tư lại tiếp thì ta lại chơi theo kiểu nhà giàu, hay bạn ấy nạp like dai ta lại chơi theo kiểu like dai, đúng không? Nhưng mà quan trọng cái điều đó nó không quan trọng, mà mình chỉ chia sẻ một chút vậy. Mình nối thêm một đoạn nữa để kết thúc lại video thôi. Mình định lên con lo luôn trong video này nhưng mà tuy nhiên mình thấy là vì cái xung đột phát sinh đấy nó làm video nó hơi dài quá ấy, nên mình muốn tổng kết lại video một chút như vậy. Và mình cũng nhấn mạnh đấy, khi tôi chặn bạn thứ tinh tinh ấy chỉ đơn giản vì tôi không muốn ngồi cãi cọ với bạn mất thời gian thôi. Còn tôi cũng chả nói tôi đúng, tôi cũng chả nhận tôi sai. Điều quan trọng một điều là cái đúng hay sai nó tùy vào cái cảm nhận của từng người thôi. Còn mình cũng chia sẻ như vậy, đúng không? Và mình chặn bạn chỉ đơn giản là để tránh phiền toái, để mình không phải mất thời gian đi phân giải với các bạn, đúng không? Còn bây giờ thôi, video mình kết thúc ở đây. Thôi thì video sau mình lên có lo sau nhé. Còn video mình kết thúc ở đây thôi. Bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Còn thôi bây giờ mình xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào các bạn nhé. Xin chào nhé.